Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông Bạch Vân, hôm nay sư ông sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp toàn bộ những câu hỏi mà tất cả quý Phật tử đã gửi về ban biên tập của chúng tôi. Và sau đó nếu còn thời gian, sư ông sẽ tiếp tục giảng về Tây Phương Du Ký, nói về cảnh giới khi chúng ta được vãng sanh về thượng phẩm. Trong suốt quá trình giảng pháp, nếu quý Phật tử chúng ta muốn được biết một điều gì đó mà chúng ta còn đang vướng mắc, hãy đặt trực tiếp câu hỏi về trên trang Facebook mà chúng tôi đang live stream, hoặc có thể gửi những câu hỏi đó qua kênh YouTube Con Đường Kiến Tính. Còn nếu các bạn Phật tử ở xa hiện nay muốn trực tiếp trao đổi Phật pháp với sư ông, chúng tôi cũng đã để lại địa chỉ liên lạc cũng như số điện thoại để cho tiện trong mùa dịch Covid. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào thời chia sẻ pháp thoại cùng với sư ông, chúng ta cùng với ngài trì tụng một biến kinh chú Phật đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, đem công đức đó chúng ta hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báu thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bhagavate Sattva-te-sen-lo-ki-sa-ra-di-vi-ti-ta-sa-buddha-sa-bhagavate-ta-di-sa-tham Buram-buram-buram-si-da-ra-si-da-ra-vi-si-da-ra-vi-si-da-ra-asama-sama-samanta-bhava-sa Mani mani ma mani a mani a mani vi mani vi mani ma vi mani ma di ma ma di ta ta da bu ta ku ti ri si di vi ra bu ta bu di vi si di mi sa ja 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 vi ja ja vi ja ja sa ma ra sa ma ra sa pa ra sa pa ra sa ra pa bu da Di sana di sita sudi sudi wariri wariri maha wariri ya wariri warira gabi zaza gabi vija zaga bi waziza si bala gabi wazizo nagate wazizo nabave waziza wariro wariri na wariram wa fa di mama sariram sara fa ta ta fa nen ta ka za bi ri ri si di sara wa fa di mi sa ta sara fa ga te ri si di sara fa ta ta ga da sa sa mi sa ma sa fa sa san te sa fa ta ta ga da sa fa ra di si te Sat-di-za, Buddhi-za, Buddhi-za, Vi-buddhi-za, Vi-buddhi-za, Bodha-za, Bodha-za, Vi-bodha-za, Vi-bodha-za, Mokha-za, Mokha-za, Vi-mokha-za, Vi-mokha-za, Siddhara, Vi-siddhara, Vi-siddhara, Samintha-tabdhiri, Mokha-za, Samintha, Samiri-siddhi, Vata-tagada, Samara-ridha-za, Disanam, Disitam, Midari, Midari, Maha, Midara, Mangdara, Bana, Disite, Savam. Trong một cái khoảng khắc mà chúng ta đọc chỉ một biến kinh Phật đỉnh Tôn Thắng Đà Na Ni đó,
nó chỉ chừng có mấy phút thôi. Thì ở trong cái đó nó cũng như nó thay tất cả những cái ảnh tượng ở trong lòng mình. Mình có những cái tư tưởng, hay là mình có ý nghĩ, hay là mình có những hình ảnh, hay có âm thanh gì. Thì trong cái khoảnh khắc mà mình đọc Phật Đến Tôn Trang Trà Rani đó, thì cũng như nó đẩy hết, nó tẩy ra hết cả. Và cái âm thanh của Phật Đến Tôn Trang Trà Rani đó, nó sẽ ở trong cái tâm của mình. Và nó là một cái nhân. Tuy một tí như vậy, chứ khi nó tỏa nở ra, và cái sự lợi ích đó thì không thể nghĩ bằng được. Cho nên chúng ta đừng có coi thường. Ví dụ như trong đời sống này, mình chỉ nói một câu gì đó với một người nào đó. Nếu đó là một câu nó tốt, nó thân thương, thì người ta sẽ nhớ rất lâu. Và trong cái cảm giác người ta nhớ mình, thì tâm mình cũng yên ổn. Và cái tâm mình khi mình nói ra những lời dịu ngọt, cái lời hòa bình, chân lý, thì mình sẽ được an ổn. Còn cũng chỉ một câu mà mình nói, nghĩa là xấu người khác, hay là mình chửi người khác, hoặc là mình nói những câu mà nó khó nghe, hoặc một câu mà nó có vẻ gai cắn, nó có cái gì đó, thì thật sự khi mình nói rồi không phải bao giờ mà nó đi qua hết. Mình sẽ nhớ lại. Và mỗi lần mình nhớ lại đó thì con người mình nó sẽ bất an. Và lần lần cái nghiệp đó nó sẽ lớn lên. Và một cái gì mà mình nói rồi, mình nói đi nói lại, thì nó trở đi trở lại. Nghĩa là mình không nói đi nói lại, mình chỉ nói một lần thôi, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn nhớ lại. Cho nên lâu lâu thầy vẫn nhớ lại một vài câu nói, một ở trong cái sự gặp gỡ với một người nào đó hồi còn nhỏ lắm, hồi còn mười mấy tuổi, hoặc là trước khi mà thầy đi học đạo này kia đó, mình nói với ai một điều gì đó, thật sự mình không thể quên được. Có khi những câu nói đó mà nó thấm đậm, hay là nó có một cái ý nghĩa mà mình dụng ý sâu xa đó, thì nó lại nhớ lâu nữa. Đó. Ừ. Thành một cái câu nói hay là một cái cử động nào đó. Ừ. Cũng như hồi thầy còn nhỏ chút đó, thầy nói với một cái anh người lớn, anh đó lúc đó cỡ 17, 18 tuổi gì đó. Mà lúc đó thầy cũng cỡ chừng 10 tuổi. Thầy nói một cái câu gì đó. Và thầy nói có vẻ giỡn chơi mà nó sắc láo đó. Anh đánh thầy một bậc tai. Mà tới bây giờ thầy cũng vẫn còn nhớ. Nghĩa là thầy cũng âm thầm, thầy cũng nghĩ tự xin lỗi lấy chính mình những điều đó. Nhưng mình vẫn nhớ. Cho nên mình biết cái nghiệp của ngôn ngữ nó rất là làm cho mình, nghĩa là mang nhiều cái tính chất rắc rối. Nghĩa là có thể nó trở thành một cái tính chất bất an. Mà chỉ một câu nói thôi. Mà một câu nói có khi là người ta có thể mang ơn mình, giúp mình, và có thể mình trở thành người thân. Mà cũng một câu nói, có khi người ta có thể hại mình, có thể giết mình. Đó. Nhất là nếu mình làm lớn, hay là ở trong trong một cái cơ hội nào đó, với lại một cái tầng lớp nào đó, một cái bộ phận nào đó trong cuộc sống đó, thì cũng một câu nói đó, mà câu nói đó có thể trở thành thù oán, có thể trở thành kẻ thù, và có thể mình mất việc, hoặc là mình mất những cái lợi lành rất là lớn. Và có khi nếu mà ở trong quân sự hay chính trị thì cái lời nói rất nguy hiểm, nó thuộc về phản động. Đó. Cho nên mình phải biết. Thành một câu nói như vậy, còn nếu mình một câu mình niệm Phật, mình đừng có tưởng là mình niệm rồi nó qua. Nó sẽ nhớ lại. Và mỗi lần nó nhớ lại, cái tâm mình an ổn, mà nó làm thay đổi cái không khí của nội tâm, và nó thay đổi cái ấn tượng, nó thay đổi những cái tần số âm thanh và cái rung động bên trong. Đó. Nếu mà mình niệm Phật hay là mình thì chú nó liên tục đó, thì thật sự điều đó nó rất lạ lùng. Một thời gian mình thấy cái tâm mình nó phản lặng, nó cân bằng, và không biết sao mình thấy mình sáng lên, nó an ổn. Đó. Cho nên hồi mà ở chùa Nhất Nguyên đó, có một cái thằng đó, nó rất là thô, nó xấu xí, mà nhìn cái mặt nó cũng hơi khó coi, nhưng mà nó rất có điều, nó rất thật thà. Mỗi lần nó vô nó niệm Phật, nó niệm lớn, mà nó niệm
nó niệm một hơi Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Một hơi vậy đó mà nó niệm cái tiếng rỗng đó. Mình lúc đầu thì khó nghe lần lần cho đến sau khi hết một cái khóa niệm Phật đó, lúc đó là niệm tới 100 ngày đó. Đó. Khi mà hết cái khóa niệm Phật đó thì cái thằng đó nó rất là xinh đẹp và đồng thời cái âm thanh của nó rất là dễ nghe mà nó thay đổi rõ ràng như vậy đó. Cho nên lúc đó thầy, thật sự thầy để ý cũng nhiều người lắm, nhất là cái khóa đầu tiên đó. Cho nên do như vậy ở đây mình thấy cái vấn đề mà thay đổi từ cái mà mình gọi là năng lượng hay là cái hình sắc, màu sắc và cái hình thức bên ngoài cho đến cái phước đức của mình, thật sự nó có thể thấy rõ ở trong cái thời gian mà mình tồn tại trong cuộc sống này, chứ không phải là tới kiếp sau nữa đó. Mà mình nghĩ lại một cái lời nói mình tốt lành cho người khác hay là mình có ý nghĩa thì thật sự mình rất yên ổn. Còn nếu mình nói một cái điều gì mà mình thấy sau nó hối hận hay cái gì đó thì nó vẫn mãi mãi tồn tại trong lòng mình đó. Cho nên cái khi mà mình trì chú, mình niệm Phật thì đó là những cái ngôn ngữ tối thượng, những cái âm thanh tối thượng. À. Vì thế cho nên mình tưởng đâu là mình nói vậy nó qua rồi, nhưng mà nó trong khi mà mình đọc tụng như vậy đó, thật sự đó là cái lúc mình trở về với cái thực tánh của mình, tức là mình thiền. Bởi vì mình đối diện và cái đó nó có gây cái ảnh hưởng rất là lớn cho cái tâm mình. Cho nên cái thiền và cái tịnh và cái mặc thật sự nó ở trong những một cái điểm mà nếu ở trong khía cạnh nào đó thì mình sẽ nhìn ra đây là thiền, đây là mật, đây là tịnh đó. Cho nên khi mà đọc Tôn Thắng Đà Ra Ni đó thì chỉ trong mấy phút hồ thôi, nhưng mà cũng giống như là mình một thời mà mình thiền định. Thầy chỉ nói sơ ra nhớ đó thì thầy nói vậy. Dạ, kính thưa thầy, có một cô Phật tử gửi tin nhắn cho thầy. Ở đâu? Ở Úc ạ, nhưng mà cô xin được giấu tên. Dạ. Dạ, mô Phật, kính thưa thầy, con đam mê nghe Phật Pháp của thầy giảng. Văn thơ của thầy tuôn chảy và hay quá, con cứ ngồi nghe mãi, không chán, thầy như một đầu thái cực trên. Con thì ở đầu thái cực dưới, vì con không biết làm thơ. Con rất dở, và ngôn ngữ thì rất vụng về, đôi khi không biết diễn tả. Dạ thưa thầy, nhưng tự nhiên sao con cảm thấy, con và thầy gặp thành tri kỷ, ngay trung tâm đoạn giữa của hai đầu. Dạ thưa. Có phải con đã cảm sâu nơi thầy một cái gì đó? Cái tâm rất chân thật của thầy, tâm Phật, chân lý mà thầy đã từng tìm, chấm hỏi. Và tâm con cũng băn khoăn giống vậy. Dạ có những bài giảng của thầy, con ngồi nghe từng lời thầy giảng, nước mắt con rơi, con cảm sâu trong từng lời thầy chỉ dạy, và rồi con thầm cảm ơn thầy. Dạ con kính xin sám hối nếu con có gì không đúng, và con kính xin thầy chỉ dạy thêm. Dạ thưa thầy, con ao ước được nghe thầy giảng thiền trong kinh Lăng Nghiêm. Thầy từ bi giảng cho chúng con nghe. Dạ mô Phật. Thì cái cô này á, là bởi vì không phải cổ nghe cái giáo lý không, mà trong cái nghe đó, trong cái tư duy của cổ, nó được có một cái sự thấm đậm, nó có sự mở mang, nó có một cái ánh sáng, nó xóa đi tất cả những cái hình ảnh mà trong cuộc đời, trong cuộc sống cổ. Cho nên cổ thấy có một sự tươi mát, cổ có một thấy cái mà cổ hiểu biết mà nó giống như nó sai lạc, hoặc là cái cổ chưa hiểu biết đó, bây giờ khi cổ nghe được cái giáo lý giác ngộ của Phật thì tự nhiên nó sẽ bừng sáng, và giống như là cổ đi trên con đường nóng mà cô uống một cái ly nước
thì ly nước mát thì toàn thân cô sẽ được mát. Và nếu trong khi mà cô mát mẻ với một cái sự hiểu biết ở trong cái chân lý á, thì cô sẽ có một cái cảm giác êm dịu, thanh bình. Và điều đó cô nói ra như là một sự thông cảm, như là một sự hiểu mình. Tri là biết, kỹ là mình. Tri kỹ tức là cũng như là người ta nói mình nói giống như tri kỹ, tức là người đó nói giống như họ đã biết mình. Đã biết mình là gì? Đã biết mình tức là mình đang mong mỏi cái giáo lý đó, mình mong cầu cái sự hiểu biết đó, và mình mong được có cái sự thoải mái, cái sự an lạc, lạc trú ở trong pháp của Phật. Đó. Ví dụ nếu mình mong cầu điều gì mà ai nói cách nào đó mà trúng với điều mình thì làm cho mình thay đổi. Đó gọi là biết mình. Bởi vì Phật cũng như biết tất cả chúng sanh muốn gì, cần gì, sự khổ như thế nào, sự trong sự luân hồi như thế nào. Mà chúng sanh ngần ngại, giống như nửa muốn biết mà nửa thì không muốn biết, cũng không thể nói được cái điều đó ra. Cho nên khi Phật nói ra điều đó ra thì người ta cảm thấy rằng giống như Phật nói cho chính mình. Phật nói. Thành khi mà Phật nói ra giữa thiên long bát bộ vô số chư thiên hay là vô số loài người, trong loài người thì có nghĩa là những người tu và những người không tu, những tỳ kheo hay là những cư sĩ hay là những ngoại đạo này kia, nhưng mà mỗi người đều cảm giác như họ nói, như Phật nói với chính mình. Cái đó trong kinh gọi là viên âm. Phật nói cái lời nói, nghĩa là Phật nói một cái phẩm âm, nhưng mà tất cả trong ba cõi đều nghe và giác ngộ, nghĩa là theo cái nghiệp của mình. Đó. Vì thế cho nên khi mà thầy nói cô cảm được như vậy, tức là cô hiểu biết. Nhưng mà trong này cô có ý hỏi gì không? Bởi vì đúng ra là phải viết ra. Bởi vì mỗi lần thầy nói đó thì cái câu sau đó thầy không nhớ được. Cho nên phải viết ra trước sau. Ví dụ thầy dò dòm từng từ từ thì thầy nói, thì thầy mới giúp đỡ cho người ta nó sâu sắc được. Và thế thầy nói nó có hết không, hết ý chỗ đó không? Cũng như coi cô Thanh Hải với mấy người ta giảng, người ta đều đưa cái miếng giấy này. Cho nên trong đó nó có những cái từ, có thể là cái lời nói khác, nhưng mà cái từ nó cũng khác nhau nữa. Thì theo đó mình trả lời cho người ta. Dạ, cô nói là cô có phải con đã cảm sâu hơn thầy một cái gì đó, cái tâm rất chân thật của thầy, tâm Phật, chân lý mà thầy đã từng tìm. Phải không ạ? Thì, con cũng băn khoăn giống vậy. Thì cái đó là thầy đã nói rồi, thầy nói câu vừa rồi đó là nó vào chỗ đó. Rồi cũng ao ước, cuối cùng là ao ước được nghe thầy giảng thiền. Thì nó đó là khi mình nghe, mình chấp nhận, đồng ý, hoan hỷ thì mình sẽ phát cái sanh lên cái tấn căn. Khi có cái tín căn rồi thì mình phát sanh ra tấn căn, tức là cái muốn liên tục, muốn tiến tới. Khi mình tấn căn rồi thì mình sẽ hướng tới cái chỗ tùy pháp hành. Nghĩa là mình tùy pháp hành, tức là mình tùy pháp. Tùy pháp tức là trong đó mình có sự tu tập với pháp, cùng với pháp. Thì mình hiểu biết được cái giáo lý pháp thì mình sẽ trở thành vô tướng tướng hành. Tức là mình sẽ đắc đạo. Mình sẽ được cái tâm giữ lưu. Cho nên vì thế cho nên mình phải biết cái tuần tự tiến. Cái tùy tiến hành tức là mình có lòng tin. Mình lòng tin tức là mình định vị ở trong cái giáo lý đó. Cũng giống như là mình định, mình dứt khoát, mình cần trì được cái câu lục tự đại minh, hay là một cái câu chú, cái phạn âm, hay là một cái câu niệm Phật. Đó. Mình, nếu mình không tin thì mình không đọc được, mình không trì lâu dài được. Mà mình có lúc tin ấy, thì tự nhiên mình trì nó không bao giờ nhàm chán, không bao giờ mỏi mệt. Vì đó cho nên tự nhiên khi mình tin rồi thì mình mới có cái tinh tấn được, cái lực liên tục, gọi là kêu bằng tùy tấn hành, tùy tiến hành và tinh tấn. Và cái tinh tấn đó đến một lúc nào á thì tự nhiên nó trở thành tâm muội, nó trở thành nhất tâm. Và chính là nhất tâm đó nó là cái vô tướng hành. Cho nên trong cái khoảng mà nhất tâm đó thì thực sự mình đã lọt vào trong cái dòng, nghĩa là chảy theo cái dòng thánh địa nhập lưu. Đó. Nhưng mà cái người mà nhập lưu đó
Có khi họ không biết, bởi vì cái tâm khi họ sáng lên không biết tại sao mà họ cảm thấy mình bây giờ cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó sáng lên, và tất cả những cái nghiệp gì của mình đó tự nhiên nó yên tĩnh. Vì thế cho nên ta nói là mình nghe như chính pháp, mình nghĩ như chính pháp, mà mình thực hành như chính pháp. Đó. Vì mình nghĩ và mình nghe, mình thực hành như vậy, cho nên cái chính pháp nó trở thành chính cái bản thể của mình. Đó. Thế cho nên khi mình nói năng thì nó đúng với chính pháp. Đó. Cho nên cái đường hướng mà tu tập đó, thì trước hết mình phải nhờ vào đức tin. Tín căn đạo nguyên công đức mẫu, tức là trong khi mình tin đó là nó sẽ là cái chỗ mà phát sanh lên cái lực tinh tấn, nó gọi là mẹ tín, tín nguyên đạo nguyên, tín căn đạo nguyên gì công đức mẫu, tín vi trưởng dưỡng chữ thiện căn. Mình tín tức là nó giữ gìn cái thiện căn của mình. Tín vi siêu xuất chúng ma lộ, tức là khi mình tin đó nó vượt qua tất cả những ảo giác mê muội, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề, tức là khi mình tin tướng nó nhất định mình sẽ thành đạo, mình sẽ đắc đạo, chỉ vì một cái chữ tin thôi. Cũng như nếu mà một ông thầy dù ông dở, nhưng mà nếu mình tin vào cái điều đó thì tự nhiên mình cũng trở thành thiện căn. Còn ông thầy ông giỏi này kia mà mình không có đức tin, mình nghi ngờ, thì cái giáo lý của ông mình cũng không có thể nghĩa là thâu thập được, thì điều đó mình rất là gọi là mất mát. Gì nữa? Dạ thưa thầy, có chị Tú Hoa hỏi nhắn tin là: thưa thầy, con có nghe thầy giảng nếu đời này mình được giải thoát thì mình có thể độ được cho cửu huyền ông bà cha mẹ, vậy thì người giải thoát độ dưới hình thức nào ạ? Con xin cảm ơn thầy đã khai sáng. Độ thì nó có hai cách độ. Một là cái mình độ cái người dương, tức là cha mẹ mình hiện tiền, hoặc là cái người thân của mình, hoặc là bạn bè của mình, hay là những người có duyên mà mình gặp gỡ. Vì sao? Vì khi mình hiểu đạo rồi thì cái tâm mình đó nó không có sự chống trái với người khác. Và khi cái tâm mình nó không có chống trái, tức là cái tâm nó hòa đồng ở trong tất cả cái ngũ ấm với người khác. Và mình khi người khác nói gì mình cũng không có để nỗi mà mình sanh ra một cái tính chất phản kháng hay này kia đó. Tức là trong cái sự hòa hợp đó, mình sẽ có cái lòng từ. Có lòng từ và có tuệ giác. Thì khi mà mình có cái từ tâm đó, nó mát mẻ đó, thì mình hiểu người khác và có tuệ giác, thì mình biết là người đó cần cái gì. Thì tự nhiên mình nói ra những lời mà nó hợp pháp, dịu ngọt, mà người ta nghe được thì người ta sẽ chuyển nghiệp. Hoặc là nhiều khi mình gần người ta, cái người mà đạt đạo thì cái cảm xúc người ta rất êm dịu, cái năng lượng người ta rất dịu dàng, mát mẻ. Nhiều khi mình chỉ ngồi gần với người đó trong chốc lát thôi là mình đã thay đổi cuộc đời. Đó là cái chuyện hồi nhỏ. Mỗi lần mà thầy ngồi gần bên thầy của thầy là thầy thấy nó khác liền. Và sau đó thầy thấy không biết sao mình khỏe khoắn nhẹ nhàng. Mà không phải là ngồi gần đó mà thầy của thầy, mà có nhiều người cũng vậy. Cũng giống như ông Mẫu Trầu đó, mặc dù thầy phản đối ông nhiều chuyện lắm, mới thầy coi ông như là người mà không phải là chánh đạo, bởi vì thầy học trong trường Phật học, rồi thầy đọc kinh sách Tam Tạng đó, nhưng mà mỗi lần thầy ngồi gần ông thì thầy cảm thấy thật sự nó rất ấm áp, nó rất có một cái gì mà nó dốc an ủi, cũng giống như cái tình của mẫu tử vậy đó. Cho nên ông quả nhiên ông là một cái người mẹ thiêng liêng đó. Còn Phật mẫu hay không là cái chuyện đó thầy không biết, nhưng mà thầy cảm thấy có cảm giác đó, đó. Thì và thỉnh thoảng cũng có những người khác họ có cảm giác đó. Đó, vì thế cho nên khi mình ngồi đó tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng đó. Đó là cái đó là mình độ. Độ tức là mình đưa người qua, nghĩa là người đó họ đưa mình qua những cái sự khó khăn. Trước hết ví dụ như mình có nhiều cái câu bất bình, mình có nhiều cái ý mà không đồng ý, hoặc là giận tức, hoặc là mệt mỏi, hoặc cái gì đó, nghĩa là phản kháng đó. Nhưng mình ngồi gần một lúc đó thì tự nhiên mình tiêu hết, mình không có cái gì hết cả, mình không có cái gì nói hết. Đó là một giống như ông Maharishi ở trong một cái tập sách ở bên Ấn Độ đó. Mỗi người lần người ta đến chỉ ngồi gần ông thôi thì tự nhiên họ nhập định, và họ tự nhiên cái điều mà họ muốn hỏi, muốn nói, tức giận hồi nó cũng hết trơn.
đó là gọi là độ, tức là đưa họ qua cái phiền khỏi phiền não đó. Rồi còn còn có cách nữa là cái người mà mình có thể giác ngộ, mình hiểu biết đó, thì mình có thể giúp đỡ họ trong tất cả những sự khó khăn thắc mắc, nghĩa là luôn luôn mình tùy thuận. Vì thế cho nên mình làm cho họ được mãn nguyện, nghĩa là họ họ được không có phiền não đó. Đó là cái người người dương. Còn cái người âm á, thì thực sự hoặc là cha mẹ hay là quá khổ đó, thì do cái năng lực của mình, do cái lòng từ của mình và do mình có cái sự cầu nguyện, thì mình nó đánh động, cũng giống như là cái lời cầu nguyện cho cái người đã mất, hay là cái thời mà người ta trung ấm, mình nguyện vái cho người ta. Thì khi mình nguyện vái đó, mình phát ra một cái lượng tâm từ, hay là một cái thương yêu, hoặc là một cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó xuyên suốt trong không gian, thì tự nhiên người ta cảm được điều đó. Cũng như có một người nào đó họ ở xa, họ rất là thương nhớ mình, họ rất là thích mình, mà họ cầu nguyện cho mình, hoặc họ nghĩ đến mình một cách mãnh liệt, thì trong khi mình thấy rung động. Mà khi mình rung động mà mình hiểu rằng cái người bạn hay là người đó tốt á, thì mình cũng thay đổi đó. Cho nên giống như là cái tính chất mà kêu bằng đồng cảm đó, thì nó làm thay đổi cho người khác. Đó là một cái tính chất mình độ âm dương đó. Thì từ mình nó thoát ra, bởi vì cái sống của mình cũng giống như mình gần một cái người gì mà nó khó khăn, hay là một con vật nó hung ác ấy, tự nhiên mình bất an. Mà mình gần một cái con nó nhẹ nhàng, hay là nó dễ thương như một con gấu trúc, hay là một con chim hạc, hay con gì đó, thì tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, nó cảm giác được đó. Và trong nhà mình, nếu mình nuôi một con vật tốt ấy, thì mình cũng thấy nó yên ổn hơn. Cho nên nó có cái sự ảnh hưởng lẫn nhau, gọi là giống như ảnh hưởng môi trường vậy đó. Đó là cái mà mình độ. Rồi còn cái mà mình biết chú, hay là mình biết Phật, hay là mình cầu nguyện, thì cái này nó lại còn thực tế hơn nữa. Còn cái công đức thật á, thì nó rất vi diệu. Đức Phật nói mà mình không thể thấu hiểu được, nhưng mà thầy tin chắc là nếu mình thành tâm, mình tu niệm, hay là mình chân thật ở trong Pháp á, thì cha mẹ hay là người thân mình không biết sao mà tự nhiên họ có thể an ổn hơn, họ sẽ thanh bình hơn. Cũng như ông Mandirapa mà trời khi ông tu đó, thì thật sự cái này nó không rõ ràng lắm, là bởi vì ở nhà em ông thì phải đi xin ăn, còn mẹ ông thì nghèo khổ, rồi ở trong một căn nhà nó tồi tàn, rồi cuối cùng là họ chết ở trong cái nhà nghèo khổ đó. Nhưng mà đến khi ông tu, ông đắc đạo rồi, khi ông về đó, ông tìm lại, thì ông thấy cái bộ xương đó, ông gục xuống, ông khóc. Và khi ông gục xuống, ông chạm vào đó, thì ông biết mẹ ông đang ở đâu, và cái thần lực của ông nó làm cho mẹ ông được siêu thoát đó. Ở trong cái tập Milarepa của Đỗ Đình Đồng có dịch rõ như vậy đó. Còn nhiều cái pháp mà chẳng hạn như Đức Địa Tạng hay là Đức Mục Kiền Liên cứu độ đó, là cái chuyện đó thần lực nó còn lớn lao hơn, có thể cứu độ cả vô lượng vô số người ở trong pháp giới, trong tam giới nữa. Dạ, còn cô Yến ở bên Úc thì nhắn là xin thỉnh thầy giảng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa thì thực sự không phải là mình giảng được. Kinh Pháp Hoa nó có nghĩa là gọi là thất vạn dư ngôn, thất trục trần, lục vạn dư ngôn, nghĩa là hơn 60 lời thành bãi cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Thì trong khi mà mình muốn giảng nó, thật sự nó rất lâu, và mình phải có cái thời, có sự chuẩn bị đó. Nhưng mà ít nhất thì thầy nói cái đề tựa cũng được thôi. Ví dụ nó là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp là gì? Mình coi trong lòng mình á, nó từ bi, vui vẻ, thoải mái, kỳ diệu. Và mình không có cái sự ô nhiễm, không có một cái tâm gì. Trong một khoảnh khắc nào mình thấy chính cái tâm bất sinh đó, chính cái vô niệm đó,
chính cái tánh biết sáng suốt, êm đềm, kỳ diệu đó, thì chính đó là bắt đầu nó là cái diệu pháp. Bởi vì nó ngược lại những cái pháp chướng ngại của cuộc đời, của sự đau khổ, của sự phiền não, bực bội và cái sự ngu dốt mà mình không biết được. Bây giờ mình biết cái đó, thì cái đó mình thấy thật sự là êm dịu, thật sự là nó kỳ diệu. Còn liên hoa thì nó như một cái hoa sen. Bởi vì ở trong những cái phiền não, trong cái ngũ trược, các thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, mạn trược, nhưng mà mình lại có cái tâm nhẹ nhàng, an ổn, kỳ diệu, không sợ hãi. Hoặc là mình biết rằng giả tỷ dù có chết đấy, mình vẫn an lạc, mình kỳ diệu. Cho nên cũng như từ trong phiền não, từ trong buồn lầy mà cái cánh hoa sen nó lên khỏi nước và nó nở ra. Cho nên đó là mình phải theo bắt đầu từ cái nghĩa thật của cái chân lý. Rồi sau đó thì mình phải tìm hiểu, nghĩa là mình phải bắt đầu mình tìm hiểu cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mình phải đọc tụng, mình phải tự đọc tụng. Nếu mà có mà một thầy hay có ai đó mà giảng kinh thì mình nên đi nghe đó. Ví dụ mấy hòa thượng người ta đương giảng kinh Pháp Hoa đó thì mình nên nghe, hoặc là mình cũng có thể nghe ở trong mạng, hoặc là mình tự đọc học. Cũng như hồi xưa thầy còn sa di, nhưng mà mỗi bữa tự nhiên thầy ngoài cái thời kinh đó, tự thầy cũng lên chùa thầy tụng kinh Pháp Hoa. Mà hồi đó là cái Pháp Hoa nó còn chưa, cái chữ bên nghĩa nó rất tí di, chưa in rõ ràng, mà lấy cái cũng như kinh Di Đà bây giờ thì đọc là như thị ngái văn nhất thời Phật tại xá vệ thuốc, chứ không phải là tôi nghe như thế này một thời Đức Phật ở tại, không có nói cái việc, nhưng mà nói cái tiếng âm vậy đó, cái nghĩa là dịch âm vậy đó, thì thầy đọc, nhưng mà thầy cũng đọc được rất nhiều, mà mỗi lần đọc thì tự nhiên cái tâm mình nó an ổn, nó kỳ diệu đó. Rồi khi đọc rồi thì xuống đó thì thầy dở thì qua cái bên nghĩa. Mình tụng đọc bên âm nhưng mà xuống dở bên nghĩa, thì tự mình phải tụng đọc nó thâm nhập. Thì đại khái là cuối cùng á, thì mình biết cái chỗ Pháp Hoa đó nó là một cái pháp, cũng như là nó vô lượng vô biên. Cái thế giới này với là cái tâm của mình đó thì nó cũng giống như một cái liên hoa mà ở giữa buồn, ở giữa tất cả phiền não. Nhưng mà cái Phật tánh của mình thì không dính dấp gì hết cả. Cho nên mới nói là kêu bằng lục vạn dư ngôn thất trục tràng, là hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn. Lục vạn dư ngôn thất trục tràng, vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng, vô số những cái nghĩa lý nhiệm màu nó tàn trữ trong đó. Thời trung cam lộ nguyên nguyên nhuận khẩu nội đề hồ đích liên, nghĩa là hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu, trong miệng nước cam lồ rượm diện nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngập trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sang hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng. Dù cho mình có tạo tội như núi cả, nhưng mà mình hiểu được cái Pháp Hoa, mình tụng đọc Pháp Hoa thì thật sự nó sẽ tiêu tất cả tội. Đó là theo cái lời kinh. Rồi mình mới bắt đầu mình đọc thì mình đọc là giống như là tại vì thầy đọc lâu quá thì thầy không còn nhớ nhiều nữa, nhưng mà mình nhớ chẳng hạn như một sáng chiếu phương đông thế diệu toàn bài, đó là khởi đầu đó, là chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được, thầm hiểu ở trong lòng. Một sáng là cái tinh thần mình tự nhiên can với trần, tự nhiên nó thanh tịnh. Tức là cái mặt trời tuệ giác, cái mặt trời mà tâm thức thanh bình của mình ở trong lòng đó, mà mình có thể cảm được bằng cái tính chất hiểu biết, hoặc là mình không hiểu biết nhưng mình thấy tươi mát thanh tịnh vô vi đó. Đó là cái khi mà nó tỏa nở trong lòng mình, một sáng chiếu phương đông, cái thể diệu đó là mình biết được. Cái chỗ đó không phải tính toán suy lường nhưng mà mình lại suy lường được, thầm hiểu trong lòng đó, một đạo nhã hương trời, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đó là khi thầy tụng. Thì cái khi mà mình tụng đó, và cuối cùng á, từ nghĩa là gọi là 7 cuốn, từ cuốn thứ nhất tới cuốn thứ 7, gọi là 6 muôn lời thành 7 cuốn đó, thì mỗi cuốn như vậy thì nó sâu xa huyền diệu. Nhưng mà cuối cùng á, thì mình được giác ngộ. Mình giác trong cái giác ngộ đó thì mình hiểu
tại sao Đức Phật ra đời, rồi Đức Phật làm gì, giúp đỡ mình cái gì mà để mình được đắc đạo, thì đó là khai, thị, ngộ, nhập. Nó gồm có bốn chữ thôi. Khai tức là Đức Phật mở ra. Hồi giờ mình chưa từng nghĩ tới, mình chưa từng biết, chưa từng nghe và chưa có cảm giác đó bao giờ. Cho nên bây giờ tự nhiên mình nghe Pháp Hoa này kia thì tự nhiên lòng mình mở rộng, khai mở rộng. Vì không biết Phật nói cách nào, với ngôn ngữ nào, với những cái từ hay là những cái kinh kệ hay là cái sự vô vấn tự thuyết của Phật đó khiến cho cái tâm hồn mình yên tĩnh, sâu lắng và mình trở thành phát sanh ra trí tuệ. Đó khai mở ra cái diệu pháp trong lòng mình. Và mình thấy điều đó, Đức Phật khai nhưng mà mình lại thấy điều đó trong lòng mình. Đức Phật nói cái miệng của Đức Phật nhưng mà mình lại nghe được trong lòng mình. Cũng như thầy nói thì mấy con nghe cái của mình chứ không phải là nghe thầy đâu. Đó. Cho nên đó là thị. Và trong thân mình nhập được. Mình nhập được cái chỗ mình thấy được. Đó là ngộ. Khai, thị, ngộ, nhập. Đó. Đức Phật khai thì mình hiểu được và mình ngộ được cái đó rồi mình nhập vào cái đó. Cho nên cũng giống như mình khai ở trong người của mình, nó có cái Phật tánh, nó có tâm bất sinh, nó có cái điều kỳ diệu gì đó. Đó. Rồi khi mình muốn biết điều đó thì trong tất cả cái tâm mình không có vọng tưởng nữa, không có nghĩ, cái thân mình không có buông lung, cái tâm mình không có ảo giác và mình không có trạo cử ngồi lắc qua lắc lại tới lui động chạm gì cả. Rồi cái tâm của mình nó thanh tịnh, không có hôn trầm, tức là không có ngũ gục, mà không có vọng tưởng trong tất cả những cái. Nghĩa là hôn trầm tức là mình ngồi về mình biết mình gục, tức là trong lúc nó mê muội. Còn vọng tưởng tức là mình ngồi đó mình nghĩ, cũng như mình ngồi đây mình nghĩ tùm lum, mình nghĩ đâu đâu, rồi mình này kia, đó là vọng tưởng. Trạo cử, hôn trầm, tán loạn, thất niệm, bất chính tri, tất cả những cái đó trong khoảnh khắc đó mình yên lặng. Và khi mình yên lặng đó thì tự nhiên mình cảm giác được một cái gì đó nó bất sinh bất diệt, đó là tự mình ngộ, tự mình hiểu đó. Cho nên nó là gọi là diệu pháp liên hoa, thì dù bao nhiêu lời bao nhiêu tiếng nhưng mà cũng chỉ vào cái điều đó mà thôi. Cho nên hồi đó thầy tụng kinh Pháp Hoa thì đến cái phẩm dược vương, đó là cái chỗ nó tâm đắc, tức là vừa đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia, tức thời đặng nhất thiết hiện chư thân tâm muội, xuyên tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường được Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Thì cái tâm đắc đó không biết là nó đắc, không phải là nó đắc vì cái sự hiểu biết trí nghĩ, nhưng mà tự nhiên lúc đó nó định luôn, tâm mình tự nhiên nó dừng lại. Tất cả cái định đó nó rất kỳ lạ, tự nhiên mình thấy nó sừng lên, nó yên lặng, mình mất hết tất cả, mình ngừng, nó giống như một cái khối vô vi vậy đó. Thì một hồi lâu thì mình tỉnh ra, thì thầy mới chắp tay thầy nguyện là con nguyện cũng như cây thuốc, cũng như Đức Dược Vương. Dược Vương là cái món thuốc, nghĩa là quý thuốc, vua thuốc đó. Nghĩa là ai mà gặp Đức Dược Vương á, thì người đó cũng được giác ngộ, cũng được bình an, hay là cũng được, nghĩa là không có gặp Ngài mà Ngài chạm qua cái bấm mà nghe lời nói, hoặc là đụng chạm xúc giác hay bất cứ cái gì đó. Nghĩa là cũng giống như mình đụng vào một cái cây chiên đàn hải ngạn thì tự nhiên cái thân mình nó cũng thơm, mà cái bệnh mình cũng bớt. Rồi nó nghĩa là nó có cái kỳ diệu, cũng giống như cây thuốc vậy đó. Đó. Cho nên tự nhiên lúc đó thầy cũng nguyện con là cũng giống như Đức Bồ Tát Dược Vương vậy đó. Cũng như cây thuốc quý trong đời này nó phải sát sanh cái tác dụng cho đến mọi đời về sau. Đó, thầy có nguyện như vậy và thầy sau đó thầy tụng hết cái bộ Pháp Hoa đó. Đó. Cho nên nó mình mỗi bộ kinh mình tụng đọc đến một cái đoạn nào đó thì nó bừng sáng. Cũng như ví dụ như kinh Địa Tạng thì mình thầy thuộc cái kêu bằng cái lời ban đầu đó, là mình đã cảm giác cái thần lực của Địa Tạng, cái nguyện lực Địa Tạng. Rồi kinh Quan Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm thì nghĩa là mỗi kinh đó thầy đều có một cái đoạn nào đó thầy thuộc. Ví dụ như là ở trong tù, trong quân cảnh tư pháp mà thầy tha thiết thầy đọc kinh Quan Nghiêm, đọc cái phẩm thăng Dạ Ma Thiên Cung á, thì gọi là đại vương nay nên biết tôi kinh hành chốn kia, tất thời đặng nhất thiết hiện chư thân tâm muội, xuyên tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn để cầu nguyện vô thượng. Thì cái tâm thầy nó được
cái quyển quán, tức là mình thấy sự vật nó khác hơn cái mà mình thấy ban ngày, mỗi cái nó đều khác. Còn kinh Lăng Nghiêm là một cái kinh lý, nghĩa là một kinh gọi là nó làm cho mình kiến tánh. Hồi nãy có hỏi về kinh Lăng Nghiêm không? Đó. Đó. Thì thầy cũng nói là ví dụ khi thầy đọc kinh Lăng Nghiêm thì tự nhiên bỗng nhiên có hai bài kệ mà thầy đắc ý nhất. Bài kệ thứ nhất là kêu bằng chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như hoạn, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi chân văn hà kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh thị cố nhược giao lô, giải kiết đồng sở nhân thánh phàm vô nhị lộ, như quán giao trung tánh không hữu nhị khu phi, mê hốt tắc vô minh phát minh tiện giải thoát, giải kiết chân thứ đệ lục giải nhất diệt vong, can tiến trạch viên thâm nhập lưu thành chánh giác. Đó, cái khi mà thầy thuộc đó, thật sự mấy con đừng có tưởng là thầy đọc sách nhiều, thầy giỏi thập, lúc đó là thầy tu, lúc đó thầy chưa có đọc sách gì bao nhiêu đâu, kinh điển cũng chưa học gì, mà lúc đó thật sự thầy chưa tới, nghĩa là xích trên dưới 30 tuổi thôi, dưới có thể nói là dưới 30 tuổi, hai mấy tuổi thôi, thầy lại thuộc tất cả những cái văn kệ đó. Cho nên cái chân tánh nguyên thực nó là cái tánh không, chân tánh hữu vi không, cái duyên đó nó là cái ảo. Nếu mình hiểu được cái chữ duyên đó thì mình thấy là nó không phải là duyên, mà tất cả một cái chuyển động ảo, ảo giác. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như hoạn, vô vi tức là cái chỗ không khởi diệt, vô vi vô khởi diệt, nó không thật như là qua đoán, bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chư nhân, lời nói và cái vọng tưởng đó, ngôn vọng nó hiển ra cái lời nói để mình thấy cái vọng tưởng, tức là đầu tiên là mình thấy cái sai, rồi sau đó mình thấy cái lý, rồi sau đó mình cảm thấy giống như là mình hiểu biết, tất cả những cái đó đều là cái trạng thái tâm. Thì gọi là mình, khi mình hiểu biết đó thì mình thấy giống như bây giờ mình mới ngộ ra, mình hiểu biết chân lý, nhưng mà thật sự cái đó cũng là vọng, nghĩa là ngôn, cái lời nói hay là cái vọng thì cũng đều là vọng. Ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đầm nhị vọng. Thì cái câu mà kết thúc là du phi chân, tức là không có cái không chân, phi chân trong có không chân, trong không chân. Văn hà là tại sao thầy nói câu này nhiều lần, làm sao mình thấy cái chỗ thấy. Du phi chân văn hà kiến sở kiến. Thì lúc đó cái thấy của mình nó lạ lùng, mình thấy nhưng mà không thể nói được. Cũng như một người kiến tánh tuyệt đối không thể nói được. Thành người đó phải chế ra đủ cái thứ ngôn ngữ, nghĩa là tự nhiên có biện tài thành mình nói đủ thứ, chứ mà nói cái đó là cái gì, cũng như mình dịch cái không là cái gì, thì chỉ có im lặng và người ta cảm thấy điều đó thôi, chứ không thể nói được. Cho nên nó du phi chân văn hà kiến sở kiến, trung gian, cái trung gian mà mình hiểu biết hay là ngôn ngữ hay là gọi là trí tuệ ngu si rồi, nghĩa là nó cái khoảng giữa đó, nghĩa là trung gian vô thật tánh, nó không có thực tánh. Trung gian vô thật tánh thì có nhược giao lô, cũng như cái cây lao vậy, nó gió đưa nó là đà, nó phát quát lại rồi nó tạo ra những hình ảnh, nghĩa là xuyên lẫn nhau. Cho nên giải kiết đồng sở nhân thánh phàm vô nhị lỗ đều ở trong cái nhất quán và trong cái con đường sai khác, nhưng mà người ta thể hiểu được. Giải quyết đồng sở nhân thánh phàm vô nhị lỗ, nhữ quán giao trung tánh không hữu nhị khu phi, mê hốt tức vô minh phát minh tại giải thoát. Cái sự mê của mình á, thì nghĩa là tự nhiên mình là giải thoát, mình là giải thoát, con người nó là giải thoát, nhưng mà trong chốc lát mình dòng như mình mù mịt, không hiểu gì cả. Mình không hiểu cái hiện tại, không hãy hiểu cái mình đang sáng đang rõ ràng này, là bởi vì trong đầu óc mình nó rất nhiều hình ảnh, mình không hiểu được, nó mờ nhạt, mình không nó tạo cho mình một cái sự mù lòa, không biết gì cả. Mình nó tạo ra cái không biết, cũng như giống như nó tạo trong cái không ban đầu của tâm thức vậy đó, chứ không có cái không bao giờ, cũng như không có cái không biết đó. Mình luôn luôn mình biết, mình luôn luôn mình ở trong đạo, nhưng mà mình là không biết. Vì cái không biết đó cho nên mình tưởng tượng có một chân lý nào đó, có một đạo nào đó, rồi mình đi học. Học cuối cùng thì trở lại mình ngộ lại, thì mình trở thấy không có gì hết cả. Nó trở thành một cái, nhưng mà cuối cùng mình sẽ bình an, mình sẽ ổn định, mình sẽ vượt qua tất cả những cái tham ái, sợ hãi hay là tham độc cái gì đó. Đó cho nên mình được giác ngộ.
Thành cái vấn đề này là một cái vấn đề mình phải nói từng câu, nghe từng chữ và hiểu từng lời, rồi mình phải có những khoảnh khắc yên lặng thấy được cái chỗ đó. Còn thầy nói này, thầy lại chỉ nói giống như một cái lý thuyết trôi chảy thôi. Nhưng mà nếu một người nào mà có một cái trình độ căn cơ tương đương ấy, thì qua những lời nói của thầy, trong cái sẵn sàng, cái sự chú tâm, cái định định lực đó thì cũng có thể giác ngộ được. Đó, đó là cái tính chất đó. Rồi một bài kệ nữa thầy đọc suông thôi chứ cũng không giảng được. Bởi vì giảng thì nó lâu, nó mất cái thì giờ lắm. Nó kêu bằng giác hải tánh viên trừng giác nguyên diệu. Nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh văn. Mê vọng hữu hư không, y không thập thế giới. Có thể giảng một hai chữ như là mình mê vọng á. Khi mình mê đó, thì nó có cái hư không. Mình nương cái không đó mà thành tựu ra có cái vọng tưởng, có thế giới, vật chất. Mê vọng hư không, ý không lập thế giới. Cho nên cái sự ngưng động đó thì nó thành ra địa đại. Mà cái tri giác thì thành ra chúng sanh. Không sanh đại giác trung như hải nhất ảo pháp. Những cái không á, cái tính không của mình đó, cái không tính của mình. Cái mà cái không của mình nó mơ hồ, mình tưởng tượng giống như có một, nghĩa là cái không đó nó cùng với cái không biết và giống như nó không không một cái gì đó. Cho nên cái đó là từ cái mê mà nó có cái trạng thái đó. Chứ ngộ thì không có trạng thái đó đâu. Mê vọng hữu không. Mà từ cái không đó nó mới hình thành ra tất cả những cái hiện tượng về vật lý hay là tâm lý này kia. Cho nên cái điều này nó vừa cái bằng khoa học mà vừa triết học mà vừa tâm linh. Nghĩa là cái gì nó cũng có, nếu là mình ngộ ra rồi thì mình nói cái khía cạnh nào nó cũng chính xác hết cả. Cho nên mê hấu tức vô minh phát minh tiện giải thoát, giải kiết chân thứ đệ lục giải nhất diệt vong. Thế mình hiểu ra một cái thì hiểu ra tất cả, cũng như mình hiểu được cái tánh nghe thì cũng như mình hiểu mình là cái thực tánh. Mà hiểu ra cái thấy thì mình là cái thấy. Mình hiểu ra cái gì thì chính mình là cái đó. Mà phải hiểu ra chứ không phải là nhân danh hay là nói cái từ đó. Đó. Cho nên cái đường lối của Phật học nó có một cái kỳ diệu. Nghĩa là mình học thì học kinh, học sách, học với ông thầy. Nhưng mà khi mình ngộ thì mình ngộ chính mình. Mình học chính mình. Cho nên thật sự ra. Cũng như là thầy nói cho tụi con nghe. Nhưng mà thật sự thầy không cho được cái gì. Không độ được cái gì cả. Cho nên thầy không thấy thầy độ ai hết đó. Thầy không thấy gì đó. Bởi vì cái người đó ngộ thì cái người đó tự phản tỉnh lấy trong lòng, tự biết trong lòng mình. Nhưng mà thầy thì bất quá cũng giống như cái xà beng mà làm cái đòn bẩy kê khéo một chút. Thì tự nhiên cái chỗ cái chênh lệch đó nó tạo ra cái trọng lượng và nó hít được một cái đó. Thì cái cục đá nó lan đi và cái khoảng trống nó có ra. Chứ thật sự cái xà beng đó nó không có làm cái gì hết cả. Cái có được là cái của chính nó. Làm sao? Dạ. Yeah. À, trước khi con đọc một cái câu của một người đang xem trực tiếp thì con xin nói cái phần của con ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đến giờ phút này con rất là biết ơn thầy. Biết ơn là cái gì? Thật sự chứ con cũng rất cảm ơn Dự Vĩnh. Giống như là con thầy dạy, thầy nói rất nhiều về vô niệm, về tâm bất sinh. Nhưng mà con ấy, do lười không có đọc sách thì Dự Vĩnh lại siêng đọc sách hơn con. Cho nên Vĩnh đọc được cái gì thì Vĩnh nói lại với con. Thì con nhận chỗ đó và con lại thấy rõ được cái chỗ thầy dạy á. Cho nên là con rất là cảm ơn Vĩnh. Rồi con biết ơn thầy bởi vì cảm động dữ. Giống như từ từ thì dần dần con thấy mình tỉnh ra hơn nhiều. Giống như con ở nhà thì con tu mật tông, nhưng bây giờ con nghe thầy giảng về Tây Phương Du Ký đó thì con hồi trước con cũng niệm Phật nhưng mà chưa có cái sự yêu thích như bây giờ. Bây giờ con lại rất yêu thích niệm Phật, rồi con cũng nguyện xin được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc
của Đức Phật A Di Đà. Rồi nhờ thầy mỗi ngày kêu chúng con đi tụng kinh đó. Mà cái lúc mà con được tụng kinh A Di Đà Nghĩa đó thì con cũng thấy được trong cái kinh nói về Đức Phật nói về cõi Tây phương Cực Lạc như thế nào. Rồi giống như ngài Phật A Di Đà thì hiện thân đời trước của ngài là Bồ Tát gì, rồi này nọ đó, con lại cảm thấy yêu thích. Rồi con biết ơn thầy vì giống như mỗi ngày thầy dạy chúng con trên cái lý, rồi thầy dạy luôn cả pháp hành, cho nên con từ từ con nhận ra được, con thấy mình tỉnh ra đó, thành ra là con biết ơn thầy. Rồi con xin thỉnh thầy trụ thế lâu dài. Lâu là bao lâu? Đến khi nào mà trái đất này nó hủy diệt thì thầy hẳn ra đi. Thì thôi, tin tin Phật tánh nó là như vậy, nó đâu có sanh có diệt đâu. Không, còn còn cái hữu hình thì cái đó mà mình muốn nói ở trước mắt mình thì cái đó do mình chấp thôi. Dạ không, không thỉnh thầy để cho con hay là gì hết, nhưng con thỉnh thầy để cho những cái quý Phật tử hoặc là những hành giả tu học mà tin tưởng thầy đó, người ta được tiếp tục nương tựa thầy và được nghe cái lời thầy giảng đó, để người ta đạt được cái gì đó mà người ta mong muốn đó. Tại vì người ta rất trông chờ vào thầy. Rồi con cũng thấy giống như con được lên đây sống với huynh đệ đó, rất là yêu thương nhau. Cho nên là con thấy mình rất là vui khi sống ở đây. Thì điều đó là một cái điều, một cái cũng giống như nó có một cái sự biến đổi tâm, biến đổi cái ngũ ấm của mình đó. Thì cái vấn đề A Di Đà đó thì nhân dịp đây thầy muốn đọc cái bài tịnh nghiệp văn đó, tức là nó làm cho cái ngôn ngữ hay là lời nói hay là cái pháp nó đều là cái bên ngoài, nhưng mà nó có một cái sự quyền diệu tác động vào trong cái con người. Khi mình niệm Phật thì mình sẽ được thay đổi, và mình sẽ được từ cái sự chánh niệm, rồi nó sẽ được cái nhất niệm, vô niệm, và mình sẽ tỉnh thức. Như trong cái bài này nói nè: A Di Đà Phật chí thành, như ngọc minh châu thủy thanh, tạp niệm lăn sang kia, chẳng dứt tự chẳng sanh. Khi mình niệm Phật là lạ là tự nhiên nó đâu mất đi, mình không biết dứt vào chỗ nào, cái tạp niệm nó tự nhiên nó biến đổi, chẳng sanh. Niệm câu A Di Đà Phật, liệt tổ đồng phạm hành, đồng phụng hành, tất cả các tổ đều phụng hành. Tổ Mã Minh tạo luận, Bồ Tát Mã Minh là một Bồ Tát kêu bằng ở trong cái dòng thiền, nghĩa là chánh thức, nghĩa là từ Ấn Độ truyền qua Trung Hoa. Tổ Mã Minh tạo luận, tổ Long Thọ vãng sanh, niệm câu A Di Đà Phật là chân như diệu tánh, cánh hoa bài xuân sắc, trong gương hiện bóng hình. Niệm câu A Di Đà Phật nhiếp tâm thầm thì luôn, ví như người uống nước lạnh nóng tự biết xác lường. Niệm câu A Di Đà Phật là xe lớn hạnh nguyện, chạy nhanh giường gió cuốn, bước đi mau lẹ lạ thường. Niệm câu A Di Đà Phật là chân như thiệt tướng, các cõi nước trang nghiêm chẳng phải việc khác thường. Niệm câu A Di Đà Phật lầm sanh là lòng xót thương rất thiết, chèo thuyền từ muôn dặm, dương cung mạnh ngàn cân. Niệm câu A Di Đà Phật đem toàn thân đầu đội, mạng người vốn vô thường, ngày giờ không trở lại. Niệm câu A Di Đà Phật là đường tắt trở về nhà, đáng tiếc kẻ si mê không niệm lại khanh chê. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn quả bồ đề, trời cao không hư hơn đặng mây bay, mây tan bay trở về. Niệm câu A Di Đà Phật văn động khắp ta bà, các ngươi không tin niệm khó thấy Phật Di Đà. Niệm câu A Di Đà Phật mở bài môn Bát Nhã, mười phương cùng muôn pháp một niệm ráp nguyện vào. Niệm câu A Di Đà Phật cốt tại lòng tin sâu, mầm hoa sen chiến phẩm mọc nơi tâm từ lâu.
niệm câu A Di Đà Phật dứt hết các phiền não, toàn Phật là toàn thân, toàn tâm, được một được cả trăm. Thế mình nhất tâm niệm Phật rồi thì tất cả trí tuệ, biện tài gì mình cũng sanh hết cả. Hiện đời này chứ không có nói đời sau dễ cả. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn thiền tịnh độ, hiện ra các oai nghi, tâm niệm thường khai ngộ. Niệm câu A Di Đà Phật cần ở nguyện thiết tha, Như Lai thân tuyên bài sáu phương đồng ngợi ca. Trong kinh Di Đà đó sáu phương, sáu phương Phật đồng tán tán khen ngợi. Niệm câu A Di Đà Phật lâm chung Phật hiện ra, viên dung cả pháp giới, thấy thể tánh chân ta. Niệm câu A Di Đà Phật cần ở nguyện thiết tha, lửa lòng đốt xót xa, đôi mắt rơi quyết lệ. Đó, thấy cái sự tha thiết đến mức nào. Niệm câu A Di Đà Phật như cỏ cây lấy lửa, gỗ nóng phát khói bay, tạm ngưng thời chẳng cháy. Nghĩa là như gà ấp trứng liền hơi ấm, tợ lửa nung vàng liền mới tinh. Một niệm gốc tình trừ sạch thấy tánh chân lồ lộ khối viên minh. Đó là thật sự nó như vậy. Niệm câu Di Đà Phật là đại bát niết bàn, một vầng trăng tròn sáng huệ nhật vạt mây tan. Niệm câu Di Đà Phật là một đại tạng luận, đương niệm tâm rỗng khai huệ quang châu phun nhã. Niệm câu A Di Đà Phật diệt trừ các định nghiệp nắng nóng, rã hơi sương lò hừng tan tuyết lạnh. Niệm câu A Di Đà Phật như cứu đầu đang cháy, ráng dùng hết sức mình cầu đài sen thượng phẩm. Niệm câu A Di Đà Phật là vua tất cả pháp, như tiến sư tử vương hằng phục hết các thú. Niệm câu A Di Đà Phật chứng quả ngôi bất thối, chỉ hiện một đời này bổ đạn làm Phật vị. Niệm câu A Di Đà Phật là một đại tạng luật, bỗng chốc tâm thanh tịnh thành giới ba la mật. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn tinh tấn độ, chẳng nhiễm một mãi trần viên vượt hẳn lên thuyền lộ. Niệm câu A Di Đà Phật là mục tiêu thành Phật, dùng tâm niệm cần kiên chứng nhập vô sanh nhẫn. Niệm câu A Di Đà Phật mở rộng cửa vãng sanh, đầy đủ nhiều phước đức rộng lớn các căn lành. Niệm câu A Di Đà Phật ba nghiệp điều tịnh thanh, dứt hết tâm phiền não, chứng quả thánh vãng sanh. Thì thầy đọc cho mấy con yên lặng nghe, như mình theo cái dạ dòng đó mà mình biến đổi tâm thức, nó cũng là một cái bát nhã kêu bằng ba la mật rốt ráo. Niệm câu A Di Đà Phật là một bí mật tạng, hiển phát bốn thần thông đủ cả oai đức rộng. Niệm câu A Di Đà Phật viên mãn cả trí độ, cảnh vắng lặng tâm không mây tan vần trăng ngộ trăng lộ. Niệm câu A Di Đà Phật như có công được thưởng, vì châu báu trong tay, tiệc vua bài trước mặt. Niệm câu Di Đà Phật như hư không hợp không, trọn không lành nối vá bàn hiện cả Tây Đông. Niệm câu Di Đà Phật cũng có và cũng không, núi sông trong giấc mộng, hoa sen mọc rừng thâm. Dù mình hiểu mình không hiểu, nhưng mà khi mà nghe này cái tâm mình nó sẽ trong suốt. Và thời xưa thì thực sự có thể nói là cái này thầy gần như thuộc. Thầy tụng như là trong đêm khuya thầy tụng vô số lần, chứ không phải là tụng một lần đâu. Niệm câu A Di Đà Phật chỉ phải niệm thế nào, giao sủi giao sâu chuỗi 108 dây đất lại đổi đổi dây. Nó nói rất rõ ràng, nghĩa là sâu chuỗi 108 dây đứt lại đổi dây. Thật sự mình thấy đâu có dễ gì mà nó đứt, nhưng mà ta niệm cho đứt dây, tức là niệm rất lâu ngày, niệm hoài như vậy. Chứ đừng có tưởng là mình niệm qua rồi thôi. Thật sự hồi đó nó thầy đã từng làm như vậy đó. Niệm câu Di Đà Phật như hư không hiệp không, trọn không lần núi vá bàn hiện cả Tây Đông. Niệm câu Di Đà Phật cũng có và cũng không, núi sông trong giấc mộng, hoa sen mọc rừng thâm. Đó là cảnh giới niệm Phật mà có thể giác ngộ được. Niệm câu Di Đà Phật chỉ phải niệm thế nào, sau chuỗi 108 nó dây đứt lại đối dây. Niệm câu Di Đà Phật là chân tăng vô lậu, như cây thuốc núi tuyết là đường sáng đèn ngay. Niệm câu Di Đà Phật là một đóa bửu liên, dầu người không tin niệm lần lượt đặng cái chiên. Dù người nghe đó họ chán ghét, họ phản đối, nhưng mà lần lượt họ cũng dính, họ cũng cái chiên thôi, chứ họ cũng không thể bỏ được. Niệm câu Di Đà Phật trần duyên sự điều giúp, như sư tử đi qua chồng treo điều kinh chạy. Niệm câu Di Đà Phật gieo hột giống chánh chân tâm niệm, cần tin tưởng vãng sanh thượng thiện nhân. Niệm câu Di Đà Phật diệu viên cả chỉ quán ván lặng, thường chiếu sáng hiện khắp cả lạc băng.
Niệm câu Di Đà Phật pháp giới, nhân duyên khởi là chánh nhân tịnh nghiệp gieo hồn giống Bồ Đề. Niệm câu Di Đà Phật gồm cả Đại Tạng Kinh, ánh sáng giới định huệ, soi sáng cả biển mê. Niệm câu Di Đà Phật đạn sức tự tại lớn, chuyển biến thánh cả phàm, dung thông toàn thế giới. Niệm câu Di Đà Phật cốc ở hành nguyện chuyên, chỉ giữ một chánh niệm, bật dứt hết chướng duyên. Mỗi một cái đoạn một kệ như vậy, thực sự nó làm thay đổi, nó mở những cái gút mà không có người này thì người khác cũng có cái gút đó. Cho nên chúng ta nghe được một bài này là cũng như nghe được cả trăm cái bài kệ khác, có thể bằng hơn đọc một cuốn sách. Cho nên chúng con đừng có chán khi thầy đọc, mà thầy không chán, thầy không mỏi thì mấy con đừng chán, mà hãy nghe yên lặng thầy đọc, giống như là thầy cũng đã thuộc trăm năm. Đọc mà tới thuộc thì mấy con biết là thầy dụng công biết chừng nào. Bây giờ chỉ con mấy con nghe một lần thôi, chứ chắc gì mà chịu đọc lại lần nữa. Niệm câu A Di Đà Phật vi diệu khó nghĩ bàn, chỉ có Phật mới biết, mới biết rõ tận tường. Chỉ có Phật mới biết rõ tận tường. Niệm câu Di Đà Phật viên mãn bố thí độ, xé rách túi tham lam chuyển mê đến giác ngộ. Niệm câu Di Đà Phật tu hành môn lục độ, dứt hết cả tứ khổ nhiếp tâm liền tỏ ngộ. Niệm câu Di Đà Phật nguyên cầu sanh tịnh độ, kẻ mê liền tỏ ngộ, qua nợ thấy Tây Phương. Niệm câu A Di Đà Phật tổ huệ viễn hoằng dương, nhiếp tâm niệm cúng dường vãng sanh quả vô thượng. Đó là vị tổ đầu tiên của môn tịnh độ, là huệ viễn ở Lô Sơn. Niệm câu A Di Đà Phật tổ huệ viễn hoằng dương, nhiếp tâm niệm cúng dường vãng sanh quả vô thượng, tha thiết niệm du dương đang trực vãng Tây Phương. Niệm câu A Di Đà Phật tổ bát chu hoằng nhạc, chuyên tưởng niệm Tây Phương thừa viễn đến cố hương. Niệm câu Di Đà Phật tổ pháp chiếu đại sư, đó các vị tổ niệm Phật á, chuyên niệm đắc chân như tịnh độ tổ thứ tư. Niệm câu Di Đà Phật tổ tăng định đài nham, niệm Phật vãng Tây Phương hiệu thiếu khương đại sư. Nghĩa là tất cả vị tổ này thầy có đọc lịch sử hết, con biết không? Cho nên mấy con chỉ cần nghe qua bốn câu là bằng như là đọc cái lịch sử của vị đó. Niệm câu Di Đà Phật tổ vĩnh minh trí giác, niệm Phật đắc vô dư hiệu duyên thọ đại sư. Niệm câu Di Đà Phật tổ chiêu khánh viên tịch hiệu tính thường đại sư. Niệm Phật đắc vô dư, niệm câu Di Đà Phật tổ văn thê châu hoàng, niệm Phật đắc chân như hiệu liên trì đại sư. Niệm câu Di Đà Phật tổ linh phong thường niệm chủng trí húc đại sư, quy pháp giới đồng cư. Niệm câu Di Đà Phật tổ phạm thiên tư tề, cầu Phật quả Bồ Đề nhiếp tâm niệm đồng về. Niệm câu Di Đà Phật tổ tiệt ngộ đại sư, bá kệ hiệu sơn cư, chánh niệm chứng trí như. Niệm câu Di Đà Phật tổ từ văn sám chủ, niệm tâm mũi băng chu hiệu tịnh độ đại sư. Niệm câu Di Đà Phật tổ khai sơn tạo tử đồng chứng quả tổ sư, thiền môn quy tịnh độ rốt ráo đặng vô dư. Chúng con chuyên niệm Phật nhập cảnh giới bất tư, duyên phổ hiền hành nguyện chúng sanh tâm đại từ, hiện tiền tăng phước huệ đồng cái chuyên tịnh độ, mong nguyện đến lạc băng vãng sanh về cực lạc, chứng phẩm hiện sen vàng, chứng thánh quả vãng sanh qua nợ thái hiệu danh, nguyện khắp cả chúng sanh phát tâm thành Phật đạo, pháp tính vô lượng, Phật vô lượng, thực tại bất khả phân. Tất cả đều như thế. Đây là thầy viết lúc thầy nằm trên cái tảng đá này. Nhưng mà thật sự không phải là thầy viết, thầy chép lại chứ không phải thầy viết. Cho nên trong cái nghiệp mà tụng đọc đó, nó có vô số những cái bài ca tụng, tán tụng, mà không phải là một cái bài này đâu. Thầy có thể thầy đọc cả trăm bài như vậy đó. Cho nên con biết cái nghiệp mà tu đó cũng giống như người ta làm một cái nghề gì, người ta dùi mài, người ta học hỏi và người ta sáng tạo, sáng tác, người ta làm suốt đời như vậy nó mới trở thành tinh. Cho nên chuyên tinh, cho nên nó gọi là nghề nghiệp.
Còn mình tu thì thật sự mình chỉ nghe được cũng không 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 cần, mà không được cũng không cần. Thì thật sự là bao giờ mà mình được có thể giải thoát được. Cho nên mình phát cái tâm rất là rộng mạnh, rất là rộng lớn, không có mệt mỏi, không có thối chuyển. Và mình sanh cái tâm từ bi vô lượng vô số chúng sanh, người ta còn chưa tu được. Cũng như giờ mà mình ngồi đây, biết bao nhiêu người người ta đi cách ly ở trong những cái chỗ mà nhiều khi người ta cũng tù túng, hoặc là người ta đâu có thoải mái. Mà nhiều khi nếu người ta nói chuyện gì thì thật sự Thầy không tin là họ nói về giáo lý, không tin là họ nói về pháp giải thoát, mà có thể họ than vãn, họ nói về chuyện phiền não. Rồi còn có vô số người, đó là cái người khá nhất, còn có vô số người họ đang kẹt ở trong những cơn mưa bão, những cơn động đất, những cơn sóng thần, những cơn dịch, hay là vô số những chuyện khổ não. Nghĩa là nó có thể 99,9%. Mà mình thì nó chỉ còn có 1% mà ngồi đây an ổn, mà nghe giáo lý đồ này kia. Nhưng mà cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc tối thượng, gọi là thượng thừa, thượng lưu đó. Mà mình lãnh hội, không lãnh hội là do cái tự mình thôi. Đó. Cho nên cái pháp môn tịnh độ nó rất kỳ diệu. Cũng giống như là cái pháp môn chiến tánh hay là kinh năng nghiêm. Có nhiều khi mình nghe một câu hay là một chữ gì đó mà mình tâm đắc thì mình cũng được giải thoát. Cũng như kinh năng nghiêm mình nói, mình chỉ nghe một câu thôi. Nhưng mà nếu hiểu thì mình cũng có thể đắc đạo được. Chẳng hạn như nhược ly tiền trần, mình biết tiền trần gì? Hữu phân biệt tánh, tức chân như tâm. Thì cái chân như ở chỗ nào? Chân như tức là cái bản thể, là cái tâm Phật, cái tâm của mình, thì nó ở chỗ nào? Thì mình phải biết khi mà ly tiền trần là mình ly ở chỗ nào. Nếu mà ly tiền trần nó có hai nghĩa. Một là cái tiền trần là những cái bên ngoài, nghĩa là mình cũng như là mình ở yên, mình tu tập, hay là mình ở trong rừng, trong núi, một mình nhập thất rồi này kia đó. Nghĩa là mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi hương, thân không chạm xúc, vân vân. Nghĩa là năm căn không tiếp xúc với năm trần. Sắc hương, sắc thanh hương vị xúc pháp, nhược ly tiền trần. Nhưng mà trong tâm mình có thể rõ ràng, mình có thể phân biệt được tất cả các cái pháp, nghĩa là sanh khởi gì đó. Thì trong khi cái sự phân biệt mà mình yên lặng, mình không có các trần cảnh đó, thì thực sự là cái tâm mà phân biệt được đó, chứ không phải là vô phân biệt. Từ cái vô phân biệt mà mình phân biệt được thì đó là cái chân như. Nhưng mà cái nghĩa này nó không sáng sủa lắm. Nhiều người họ giải thích như vậy đó, nhưng mà theo chỗ thầy thì nhược ly tiền trần, tức là ly xa lìa những cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng đó mình phải hiểu cái niệm sanh diệt ở chỗ nào. Khi mình ví dụ bây giờ mình ngồi đây, mình coi thứ mình có nghĩ gì không? Mình đâu có nghĩ gì. Mà nếu thường thường là mình có cái nghĩ gì là mình biết nghĩ gì, mình có mong chờ, mình có hướng về cái gì, mình có chờ đợi, hoặc là mình có một cái tâm gì đó, đại khái mình có cái gì đó. Mà bây giờ mình không có gì cả. Mà mình phải quan sát cái chỗ không có gì. Không có gì tức là mình không có cái... Cũng không có nói là tôi không có gì. Thì tất cả nó. Nhưng mà đồng thời mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, miệng mình vẫn nói, hay là kể cả ý mình vẫn biết, hay là thân xúc chạm, tất cả cái gì mình biết hết. Tức là mình phân biệt, phân hữu phân biệt tánh. Ly tiền trần rồi mà mình phân biệt được tất cả các tánh như thế, cũng trong khoảnh khắc đó mình vừa ly mà mình phân biệt được. Thì cái chỗ đó, ngay chỗ đó mình phải ngộ liền là cái chân như. Là chân như tâm. Chỉ một câu đó thôi. Thì mình ngộ chân như thì mình đắc cái định Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì cái chân như Phật tánh đó là cái đại định. Đại định tức là nó không có thời gian, không có không gian, không có tướng trạng, không có bất cứ gì mà có thể đối chiếu so sánh được. Nó vĩ đại đến mức mà mình nghĩ cũng ra, nói cũng không được. Đó. Cho nên nó nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh tất chân như tâm. Cho nên... Do vậy mình chỉ một câu như vậy, nhưng mà mình phải rà soát, mình coi thứ cũng như Lục Tổ nói trước khi mà mình không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì đó là cái chân tâm, đó là cái thật. Nhưng mà câu nào mà nó có quá đơn giản thì câu đó là mình không làm, không hiểu. Mình phải rắc rối, mình phải giảng dạy hết kinh này tới kinh kia, học hoài. Nhưng mà mình không có cái khoảnh khắc mà để mình xác định được. Cái khoảnh khắc mà mình tự xác định được thì cái khoảnh khắc đó mình mới thấy cái thực nghĩa, cái giáo lý.
Cho nên y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Y mình biết cái liễu nghĩa, cái rốt ráo đó, nhưng mà mình không thấy cái liễu nghĩa, mà mình là y vào những cái tiếng lời, âm thanh, giọng nói, hay là từ hay, từ dở, rồi này kia. Nó là, cho nên mình trong cái tứ y pháp đó, y pháp bất y nhân là cái đầu tiên. Bây giờ thầy nói cái tiếng nó dở, hay là thầy có người thầy như thế nào đó, nó lu khủ, hay nó thấp bé, hay là nó xấu xí, mặt đen đúa, hay là nó đủ thứ, hay là bất hảo, không có dễ thương chút nào. Nhưng mà thầy có thể nói pháp được, thì hãy nên nghe cái pháp đó. Còn tất cả cái riêng cái kia thì nó là kệ thầy. Cho nên một con đá, một cục đá nó xấu xí như thế nào, nó ví dụ như nó mẻo, nó này kia ra, nhưng mà nếu bây giờ mình lấy hai cục này mình khép lại, có thể nó sanh ra lửa. Thì mình cần cái lửa đó, chứ không thể mình nói cái cục đá này sao đen thui, cục đá này sao kỳ, cục này kia. Không nên chê cái hòn đá. Nhưng miễn hòn đá đó nó khép mạnh, nó ra lửa, nó sẹt lửa, để mình có lửa, mình làm việc. Thì cái quan trọng gọi là y pháp bất y nhân. Giả tí một người nào đó, họ xấu, họ luồn tịch, họ xấu xí, họ nói ngậm, nói nghiệu hay cái gì đó, nhưng mà họ nói được cái chân lý, cũng như con quỷ mà nó có thể nói pháp đó, thì mình cũng nghe. Chứ mình không có cần cái, nó âm một ông chư thiên mà chư thiên ông mê muội, ông không nói được cái pháp giải thoát, thì thực sự ông chư thiên đó không bằng con quỷ. Nhưng mà không phải so sánh cái thân hình, so sánh cái pháp thôi. Cho nên con quỷ mà nó biết được các pháp vô thường là pháp sanh diệt, nó nói nửa bài kệ mà nó còn có thể là đổi cả cung thành, nghĩa là đổi thể mạng sống của nhà vua đó. Cho nên là ở trong kinh giải như vậy. Cho nên y pháp bất y nhân là y mình tìm cầu cái pháp, chứ mình đừng có tìm cầu con người. Ví dụ người thầy của nó đủ thứ xấu xí, già cả lùn xấu, nghĩa là nước da trắng bệch, rồi nói cái giọng khó nghe, rồi là tánh hư tật xấu, ăn uống ngồn ngàm, hoặc là ỉa đái bậy bạ, rồi đủ thứ chuyện ấy cả. Nhưng mà nếu mà thầy nói được chánh pháp, lột được ra nghĩa, làm cho mọi người giác ngộ, thì khác nào thầy mang được cái thuốc quý. Mà người ta chỉ cần uống thuốc đó thôi, chứ đừng có cần ra cái người đưa thuốc đó. Cho nên gọi là y pháp bất y nhân, ý trí bất ý thức. Cái thức tức là cái chỗ mà phân biệt, cái chỗ mà ngu xuẩn của mình đó, do cái tướng trạng nó thay đổi, rồi mình lấy cái đó mà mình so sánh đối chiếu, mình cho là lẽ phải trái đó, nhưng mà mình không có cái trí, không có sự thẩm thấu của cái nghĩa thật sự đó. Cho nên y pháp bất y nhân, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, rốt ráo ở chỗ đó. Y trí bất y thức. Cho nên những cái y đó thì mình phải chọn cái nào mà nó chính xác, thì mình hãy sống với cái đó, tức là mình sẽ đạt đạo được. Còn ngoài ra mình cứ khen cái này mà chê cái kia, thì cái mình khen mình cũng không được gì, còn cái chê đó thì nó lại dính vào mình. Cho nên ghép của nào trời trao của nấy. Con hỏi gì? Dạ, một Phật thưa Thầy, một bạn Nguyên Tâm có đặt câu hỏi về cho trang của chúng ta, đó là: Thầy ơi, con sống với tâm không rồi, thì con hồi hướng cầu sanh về cực lạc được không? Hay là con phải niệm thêm A-di-đà Phật mới được ạ? Được chứ, cái đó là nó quá quý, vãng sanh mà, thượng phẩm. Bởi vì cực lạc vãng sanh thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hạ phẩm thì mình mang cả nghiệp, mang cả cái sự, cái bộ nhớ, cái tội lỗi mình vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Trung phẩm thì mình có công đức, có lòng từ, hoặc mình hiểu giáo lý, hoặc mình nhẹ bớt cái nghiệp, hoặc là một nửa, hoặc là gần hết. Còn thượng phẩm thì nó là cao siêu, thì mình hễ là mình có, chỉ có mình tin tưởng, mình phát nguyện thì mình vãng sanh thôi. Người ai cũng vãng sanh ấy cả, đó là cái sự vãng sanh. Cho nên nhất định là một đời mình được giải thoát, mình được vãng sanh. Còn cái phẩm cao, phẩm thấp là do, mà nếu mình được cái tâm không, tức là mình không có cái trần,
xả ly tiền trần hữu phân biệt tánh thức nhân như tâm đó, tức là cái xả khi mà không có trần đó, tức là cái không, tức là xả niệm thanh tịnh địa đó, mình tất cả cái niệm của mình nó đều bay mất hết cả, tức là vô niệm đó, nó cũng là tâm không đó. Mà nếu hiểu được cái vô niệm thì cái tâm không nó càng chân chánh nữa đó, mình không có lầm. Bởi vì trước đó là mình hiểu cái niệm, mình hiểu cái niệm tức là mình hiểu tất cả cái sanh diệt, cái hình ảnh ở trong tâm của mình, hoặc âm thanh, hoặc sắc tướng, hoặc nó làm cho mình rối loạn đủ thứ chuyện đó, tức là mình hiểu hiểu cái niệm. Rồi sau mình hiểu cái niệm đó thì thật sự mình đã là cái ngộ rồi, đã cái ngộ rồi. Dù mình chưa biết chân tâm thì mình đã thấu đạt được pháp sanh diệt rồi, mình cũng ở lên chư thiên. Rồi mình hiểu được cái vô niệm tức là nó sẽ là thật, thì mình vãng sanh rất là con đó. Cái gì? Dạ, mô Phật, con xin thỉnh thầy giảng lại về vô ngã. Hôm qua thầy có nói đó, nhưng mà con thấy còn chưa đủ, cho nên con thỉnh thầy nói sâu hơn. Có nghĩa là trong đời sống thực tế như thế này, thì khi nào mà như con đi, sống được vô ngã à? Kim Thành nói, có thấy mình nói bậy không? Nói bậy bạ không? Phải không? Nói tầm bậy tầm bạ, phải không? Dạ, mô Phật. Thì đó là vô ngã. Ví dụ như bây giờ thầy nói, mà nói, thầy ơi, con nói vậy đúng quá, phải quá. Con nói vậy thầy nghe thầy không hiểu, hoặc là thầy tại sao thầy phản bác, thì tức là có ngã. Yeah. Khi mình nói ra mà người ta nói ngược lại, mình cũng thấy như như không. Bởi vì nó phải căn cứ nơi cái cố chấp, mà cái cố chấp tức là nó không có hai tướng. Yeah. Ví dụ bây giờ thầy, họ nói thầy ông thầy tu cũng được, mà họ nói thầy ông trồng rừng cũng được, hay là ông ăn cắp cũng được, hay là ông gì cũng được, họ nói gì kệ họ, mà thầy không thấy chuyện đó, cho nên thầy cũng không cãi, hoặc là cực chẳng đã thì mình nói để cho họ đỡ tà kiến, nhưng mà trong lòng mình không có dính dấp chuyện đó. Thì cái không dính dấp tức là không chấp, mà không chấp thì nó là cái không, không có dựa. Cái ngã tức là chỗ dựa nó hình thành một cái gì đó, cũng như cái này là nó theo chuỗi, thế mà theo nó cái này đâu theo chuỗi, mấy cái hộp dính nhau này kia xấu ảnh đâu gì, thì thầy nói phải vậy đó. Thảo nói cũng phải thôi, tất cả cái gì cũng phải thôi. Tức là mình biết cái danh từ đó nó chỉ cho một cái gì đó, nhưng mà thật sự không phải là cái danh từ là cái đó. Cho nên người ta nói đó. Cho nên khi mà cái người được vô ngã rồi á, thì đầu tiên là hiểu, và sau đó luôn luôn nhớ, hệ cần nhớ đó, thì cái chỗ hiểu đó nó trở thành chính cái tâm đó. Và nó cuối cùng mình không nhớ, không hiểu gì cả, nhưng mà mình trở thành cái vô ngã. Tức là mình không động, không tĩnh, như chân thường đó. Cho nên gọi là ngộ mê ẩn hiện yên tuồng, tối tâm sáng tỏ chân thường gần nhau. Đó. Thì cái chỗ khi mình sáng rồi thì không có tối nữa. Thì là nó cũng... Cho nên cái nghĩa vô ngã này nó sâu lắm, chứ không phải là tranh biện đâu. Ví dụ như Kim Thành nói này, thầy nói trời ơi, sao học vậy mà ngu vậy, nói gì tầm bậy tầm bạ không được. Thì nói dạ con chắc con còn ngu này kia đó, nghĩa là mình không chấp nơi lời nói của mình nói gì thì nói. Cũng như là giờ thầy không có ngã hay vô ngã gì, nhưng mà tự nhiên thầy cứ nói hoài, không biết mình nói cái gì, nói hoài mà thầy không biết thầy nói gì cả, nhưng mà người nghe thì người ta là thấy có nghĩa lý. Thì thật sự thầy nói cái đó chính thầy cũng thấy nó cũng là đó. Chứ thầy không nghĩ không thầy gì. Thầy ơi, có phải là mà mình không có động tâm bất cứ cái sự việc, hành động, lời nói nào thì mình cũng không, tâm mình không có động, thì có phải là cũng ở chỗ vô ngã không ạ? Nó có một phần thôi. Bởi vì cái không động tâm nó có cái là do mình tu, mình muốn cái mình thấy cái bất, mình được cái bất động, hoặc là do mình không chấp mình được bất động. Còn thật sự vô ngã là do mình không hiểu. Mình vượt qua tất cả những cái tính chất bám víu trong người mình, gần như cái không biết vậy đó, không có cái gì cả, nhưng mà mình vẫn nói năng, cũng như là mình vẫn ứng dụng được. Cũng như bây giờ thầy ngồi vậy, nhưng mà ai chạm tới thầy đỡ, ví dụ như thầy có thể chuyển, không có chuyện gì cả. Rồi thì cái đó, cái tai này nó cũng vô ngã này kia, rồi cái sự phản ứng, cái sự này kia đó. Cho nên chính cái vô ngã là cái tâm bất sinh, chính là cái vô ngã là cái vô niệm, chính là cái vô ngã là... Còn mình nói không cố chấp thì dễ, nhưng mình thấy nó có cố chấp, hoặc là mình cái gì trong cái đối chiếu so sánh. Cho nên vô ngã nó là cái sự giác ngộ. Còn
Còn mình học vô ngã thì tức là mình có sự tiến hóa, mình hiểu biết vô ngã, tức là mình có sự phân tích, mình hiểu về lý. Còn cái vô ngã thật sự thì tức là nó ở trong mình, ở trong cái tâm chân không. Cho nên mình thấy sự vật, mình biết, mình nói, mình dùng năm căn đối với năm trần, nhưng mà đến cũng được, không cũng được, nghĩa là giải thoát cũng được, nhiễm cũng được, nó không dính gì cả. Dạ, mô Phật, con xin nguyện cầu cho tất cả chúng con được nghe pháp trực tiếp hôm nay, và tất cả những quý đồng tu nghe gián tiếp ở trên mạng đều được sống trong sự vô ngã qua lời giảng của Thầy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn có một cái vô ngã là họ xô không ngã. Dạ, con xin thỉnh Thầy nói về cái tuyệt đối một lần nữa. Cái tuyệt đối hả? Cái đó chắc Thầy không nói được hả? Không. Ai thấy nó giống cái gì đâu, Thầy nói cái đó. Bởi vì nó đã tuyệt đối, tức là nó không có đối đãi. Nó không có đối đãi thì thực sự là cũng không có so sánh được, không có biết được, không có nói được. Nhưng mà thật sự có giải thích được. Người ta tự giải thích rồi người ta biết thôi. Cũng như nó bắt đầu từ cái mà như mình mượn cái ông Hara đó, mình nói đó, Hara đó, tức là ở trong hiện hữu. Tức là bây giờ mình đang như thế này nè. Bây giờ mấy con đang ngồi trong thế này. Mình ý thức về mình đi. Mình ý thức mình đang ngồi hoặc mình đang như thế này. Nó không là dễ cả, mình ý thức. Nhưng mà mình có cái sự ý thức hiểu biết. Mình đang có mặt đây, mình đang rõ ràng một thân hình, mình ngồi kiểu này, kiểu kia gì đó, mình ngồi nghiêng, ngồi sát bàn hay là ngồi băng dài gì đó, rồi mình đang cái thân hình này, rồi mình không có quên là mình ngồi đây mà mình ba, mình không quên, mà mình ý thức mình ý thức xung quanh mọi việc đó, rồi cái tính chất mà nó tự nhiên đó, nghĩa không có ý nghĩ gì cả, nhưng mà có biết, tự nhiên nó rõ ràng mình đang hiện hữu. Tức là mình đang có một sự tồn tại của một cái gì đó. Nhưng mà trong lòng mình không nói là cái sự tồn tại đó. Dường như mình biết là nó đang tồn tại, nó có hiện hữu, nó có rõ ràng như thế này. Nó không có mê muội tất cả đó. Cái rồi yên lặng hoặc mình nhắm mắt, mình mở mắt một hồi. Cái nó cũng không có cái đó nữa. Không có cái chuyện đó nữa. Không có cái ý nghĩ đó, không có so sánh, có gì đó. Thì một chút xíu mình mất cái đó. Mình cũng quên luôn cái đó đi. Thì trong cái khoảnh khắc đó nó đi vào cái vượt qua cái ngã, vượt qua cái sự tồn tại, cái tuyệt đối đó. Thì nó là cái tuyệt đối. Bởi vì tuyệt đối tức là cái chỗ không có thể đối chiếu, không có thể so sánh, không có thể chứng minh. Không nghĩa là mình không đưa cái gì nó cũng trúng, bởi vì nó không có cái gì cả. Nhưng mà mình phải hiểu ngược, mình phải hiểu cũng giống như mình nhắm mắt yên lặng mình thấy. Mình thấy đó. Thì nó, bởi vì nó là tuyệt. Tuyệt tích giang hồ đó, nó không còn ló, không có cái gì mà mình có thể giới thiệu được hay cả. Nhưng mà chính từ trong đó, nó là sanh ra tất cả các pháp tương đối. Mà mình sanh ra nó không trở ngại, không chướng ngại. Đó. Từ trong tất cả cái đó thì nó là suôn sẻ. Cho nên cái tuyệt đối nó có thể trở thành tương đối. Và khi mình hiểu cái tuyệt đối rồi thì tất cả cái tương đối nó cũng là tuyệt đối. Cũng như mình hiểu được tất cả cái vô niệm rồi. Thì cái khi mà niệm nó khởi lên nó cũng vô niệm như thiền. Bởi vì chính nó là cái hiểu. Chính nó là tánh biết. Và, phải không? Dạ, thưa Thầy, một Phật thưa Thầy. Cái câu trả lời vừa rồi của Thầy á. Con không biết sao nó trùng hợp ngay lúc này của con luôn. Con cũng xin thưa Thầy là thật sự ngày hôm nay á, cái cảm giác con rất là mệt mỏi. Con rất là mệt mỏi trong người của con. Cái thần kinh con rất là dao động. Con vẫn thấy được những cái cảm giác trong con người con. Nhưng mà nó vẫn dao động. Thì tối nay á, đại chúng đi tụng kinh, nhưng mà con không đi tụng kinh. Nhưng mà sáng nay á, thì thầy nói là mình phải vì chúng, hòa chúng, phước chúng như hải. Những câu nói thầy, âm thanh của thầy nó vẫn vang trong đầu con. Nhưng mà con không đi tụng kinh. Con muốn ngồi tĩnh lặng một nơi đó. Con không sợ hãi. Nếu mà thầy có la, thầy có qua, thầy kiểm tra không có mình thì thầy la thì mình nghe. Bởi vì mình hiểu mình hơn ai hết. Mình biết mình đang rất là mệt, mình cần tĩnh lặng. Thì con tìm đến một cái nơi cao ấy, con ngồi. Thì cái con ngồi tự nhiên con im lặng, thì con không làm, con im lặng.
Thì trong cái sự im lặng tuyệt đối, con nhìn ra bầu trời, một cái bầu trời, con thấy tất cả mọi thứ đàn đếm ở dưới núi nó hiện lên, rồi trên khoảng không mây rồi. Thì con ngồi im lặng vậy, tự nhiên thấy nó vỡ ra cái chỗ mà thầy vừa nói, nó vỡ ra. Thì khi nó vỡ ra thì trong lòng con nó có cái gì đó, nó sanh tâm hoan hỷ, thì con mới hướng về cái phía bầu trời. Thì con mới có một cái tâm niệm con hướng về thầy, rồi nếu thật sự ra cái điều này con ngộ đúng á, thì trước mặt con hãy cho con thấy ánh sáng. Bầu trời đang tối vậy thầy. Con biết cái chuyện này rất là vô lý, không thể nào mà bầu trời đang tối mà có ánh sáng được, nó rất là chuyện vô lý. Nhưng con nói nếu thật sự đây là chỗ mà con đã chạm tới thì phải cho con thấy ánh sáng, con mới tin tưởng là con đã chạm đúng. Thì khi con nhìn chăm chăm về phía bầu trời thì nó lại hiện ánh sáng qua một phía, tức là trước mặt con không ánh sáng mà bên tay phải con nói không, ánh sáng phải trước mặt con mới tin. Thì cái con nhìn chăm chăm một lần nữa thì đúng là nó sạc được ánh sáng cho con thấy rõ. Và con nói một lần chưa đủ, thêm một lần nữa, con có nhìn chăm chăm về thì đúng là hiện thêm một lần nữa. Thì lúc đó là trong tâm con nghĩ về thầy, con nói con cảm ơn đã ấn chứng cho con, cảm ơn đã cho con nhận ra được cái chỗ đó. Và đúng là thật sự không có ngôn ngữ thưa thầy. Cho nên câu trả lời vừa rồi của thầy là con thấy đúng với tâm trạng ngày hôm nay, cái chỗ mà lúc nãy con đã chạm tới chỗ đó. Con rất cảm ơn thầy và mô Phật. Có những người mà cũng như thầy ngồi đây, thầy hay nhìn ông Mô Sô kia, thầy thấy con mắt ổng tà quải, nó đối diện nó nhìn, mà cái trồng đen của ổng nó ở trên, lấy cái tướng tượng Mô Sô thầy coi xem. Tâm này thầy nhìn thấy không? Thầy nhìn tâm là thầy đó, đó, đó. Đứng lên cái bàn đó cái thấy đó. 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 Đem được con số đây nè, để lấy cái tượng của hòa thượng để một bên, để hòa thượng ngồi đó chứng minh, để giữa chỗ Bác Hồ đó. Đây là ngôi sao đó. Tướng nó không có nút ruồi, không phải. Cái con mắt này là ông này. Trong tướng học thì cũng có thể gọi là một vị nhân, một cái vị nhân, nhưng mà cái con mắt này thì thật sự rất khó nói, nhưng mà có điều có thể là ông chết hơi hơi sớm theo cái dự định của ông, và có lẽ ông chết hoặc là nếu không có một cái bệnh riêng ngặt nghèo gì đó thì cũng có bị ai đó họ suốt hoặc là gọi là chết gì đó. Bởi vì thầy cũng mê, hồi nhỏ thầy cũng mê hay coi tướng đó, thầy dòm đó. Nhưng mà đồng thời nếu mà coi về cái tướng đặc biệt thì ông này là ông có một cái trí tuệ nhìn thẳng vào tất cả mọi sự vật, ông không có sợ hãi. Không có ai mà bạo hơn ông này hết cả, em không có sợ hãi gì cả. Cho nên tất cả những cái tư tưởng, nghĩa là cái ngũ ấm, nghĩa là cái thọ tưởng và cái tư duy của ông nó hợp nhất. Tức là cũng như là ông thấy nước mà ông là nước, ông vào nước, ông thấy lửa mà ông ở trong lửa đó. Con người này nó có một cái sức mạnh lại vậy đó, ông biết dục, ông ở trong dục, ông biết cái sự đối kháng ở trong cái tính chất chiến tranh, nhưng mà ông ở vào trong chiến tranh, ông đối kháng, cho nên ông là một cái nhà biện luận, một cái luận sư rất là kỳ tài đó. Mà trong cái đó, trong cái nhìn thẳng ổng, ai biết ổng không biết ổng, ai hiểu không hiểu thì ổng, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà nếu đưa ra cái chứng từ luận lý thì là phải đối kháng với ổng,
ông sẽ trở thành một nhà biện luận. Còn đời sống ông thì ông sống như chính ông sống thật. Ông không có sự sợ hãi. Đó, cho nên đó là một cái thực sự một cái loại Bồ Tát cũng khó tìm. Thành ở trong này nó rất nhiều người. Cũng như ông Mara thì mình nhìn thấy một cái người nông dân nhưng mà thật sự không có cái không thể nói là chất phát được. Ông không học gì nhưng mà vầng trán ông rất là cao, mũi ông rất là thẳng. Đó. Cho nên mỗi cái hình này là một bài thuyết pháp. Nhưng mà đó là cái khi mình nghe thuyết pháp bằng cái tướng trạng, mình nghe thuyết pháp bằng cái tính chất nghiệp báo của mình. Còn nếu mình nghe thuyết pháp mà nó như thật thì tất cả mọi cái nó đều không có diễn tả. Nó đều không có sanh ra cái tư tưởng phê bình, phê phán. Mình không có đối chiếu, không có một cái gì đặt nặng hay nhẹ đó cả. Đó là mình thấy được cái lực bình đẳng, cái được như nhiên. Nhưng mà trong ngầm ra hay mình nói ra thì mình nói theo cái sự hiểu biết, tức là cái kiến tri của mình, cái thức tri của mình đó. Rồi mình cũng thấy những hình này, nhưng mà ngược lại mình thấy đồng nhau ở trong một cái gọi là cái từ giải thoát đó. Tức là mọi người đồng nhau một cái vẻ đẹp, một cái tướng tốt, một sự kỳ diệu đó. Cho nên mình có thể thấy bằng nhiều cách đó. Cũng như Đức Phật có nhiều cách thấy. Ngài có nhục nhãn, Ngài thấy như con người, người ta thấy sau thì Ngài thấy vậy. Ngài có thiên nhãn, cho nên Ngài thấy như cõi trời, Ngài thấy bằng cái thần thông. Ngài có cái pháp nhãn đó, thì Ngài thấy tất cả các pháp nó như là cái pháp có thể nói được, từ cái pháp sanh diệt cho đến bất sanh diệt. Tất cả cái gì Ngài đều thấy theo pháp. Rồi có Phật nhãn, tức là Ngài thấy tất cả đều là tự tánh, chứ nó không phải là cái có thể phân biệt được. Nó đều là Phật tánh. Tất cả các pháp mà Ngài thấy đều là Phật tánh. Bởi vì Ngài là Phật tánh, cho nên Ngài là Phật, cho nên Ngài thấy tất cả đều là Phật. Phật không phải có tiếng Phật, nhưng mà nó chỉ là cái thấy thôi. Cho nên Ngài kêu bằng căn thân và thế giới, nó không có hai. Căn và trần nó đều là một gốc. Và đồng thời khi mà giác ngộ ra, người ta đều thấy nó không có hai. Tức là không có sự phân biệt, và thấy như chính thức, như cái thấy. Đó là gọi là Phật nhãn. Phật nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn hay là nhục nhãn, tất cả Đức Phật đều dùng được ở trong mỗi lúc đó. Cho nên đó là còn mỗi vị mà tu hành hay là chứng đạo thì người ta chứng theo, ví dụ như thinh văn khác, duyên giác khác, độc giác khác, hay là tất cả Bồ Tát đồ khác. Nó chia ra tùy theo cái chứng mình. Cho nên kinh Lăng Nghiêm một lúc nào có thì giờ mà có Phật tử muốn nghe thì thầy sẽ giảng hai về 25 vị thánh đó. Mỗi vị tu căn trần thức nó rất là rõ ràng, chứ không phải tất cả đều là nhĩ căn không. Người chính chứng là nhĩ thức hay là nhãn thức hay là ý thức hay là đó, rất là hay. Mà có khi là mình nghe nhĩ căn mình không chứng, chứ mà có khi mình nghe cái khác mình chứng không đó. Cũng như bây giờ mình đương nói một là mình nghe, hai là mình hiểu, thứ ba là trong người của mình nó có phân biệt đúng hay sai. Cái rồi khi mình thầy đương nói, cái rồi tự nhiên im mất. Trong cái im đó mình là cái chỗ mình dễ thấy nhất, mình thấy pháp. Nhưng mà thường thường cái im đó trong người mình nó có sự chờ đợi, nó có muốn nghe tiếp. Hay là khi có im là thì mình thấy nó mệt mỏi, mình thấy vừa rồi, hết giờ rồi. Mình lại thấy cái khác, chứ mình không thấy cái im. Cũng như những cái giọng ca, những tiếng hát, người ta hát một câu hay là người ta hát hết một đoạn. Khi mà ta im rồi thì mình thấy nó hay vô cùng. Khi mà dứt cái bài hát rồi thì cái hay đó nó rất là sâu sắc. Cái này mà nếu mà có người nào mà có đọc thơ thì đọc về Tỳ Bà Hành thì thấy có cái đoạn đó. Nó sẽ hay vào. Khi dứt rồi thì nó là càng hay nữa. Khi đọc nó càng hay, mà khi cái cô kỹ nữ đó dứt rồi thì nó càng hay nữa. Đó. Cho nên hồi nhỏ đó thầy đọc hết cái gọi là Lục Tài Tử của Trung Hoa đó.
mà lúc đó là thời thanh niên tăng, thầy ham đọc những sách gì mà kỳ dị, ví dụ như là chẳng hạn như Nam Hoa Kinh của Trăng Tử, Đường Thi của Đỗ Phủ, nghĩa là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, là nhiều, nghĩa là năm cái bộ sách mà nó thuộc về hay nhất, nghĩa gọi là lục sáu bộ, lục tài tử đó. Có những cuốn nó thuần là tiểu thuyết, có những thuốc thuộc thuần là tình cảm, có những cuốn nó thuần là kêu bằng diễn tả cái gì đó. Mà thầy tìm thầy đọc hết, mà lúc đó là sách nó khó lắm, đâu có phải như bây giờ có sách. Mà cuối cùng thầy cũng tìm được những bộ sách thì mà kỳ lạ nhất, cũng như là thánh kinh đọc Cựu Ước không thích, mà phải tìm đọc tăng ước rồi phải đọc Cựu Ước. Cho nên cuối cùng là mình muốn đọc kinh Quran thì bây giờ cũng có kinh Quran, cũng như đọc Địa Ngục của Đăng Tờ, đọc nhiều sách. Cho nên cái sách ra là gì, là nó diễn từ cái tư tưởng của mỗi người giác ngộ trong cái cuộc đời, trong cái đời sống, trong thế gian nó sai biệt, mình hiểu được tất cả cái sai biệt đó, cũng như là cái sai biệt trí của mình. Khi mình được cái căn bản trí rồi thì mình có cái loại trí sai biệt, mình không thể nói cái căn bản, không thể nói cái tánh giác thật sự là gì, cũng như mình không thể nói cái vô ngã là gì, nhưng mà mình chặn, mình đón, mình kêu bằng phản biện với một người nào đó để nó sanh ra cái đó, người ta hiểu được cái vô ngã đó. Thì cái người ta chỗ mình nói sao không biết, nhưng mà cái người ta hiểu đó là cái quan trọng. Cũng như mình cho bất cứ người nào một thức ăn, nhưng miễn người ta ăn vừa và no thì nó đúng, chứ không phải nhất thiết là mình phải cho người ta một thức ăn đó. Cho nên cái sự sai biệt đó là mình tính trong cái sự sai biệt đó. Thì ở trong đó mình cũng phải ứng dụng đủ thứ. Ngay có khi mình đánh cờ cũng vậy đó. Mình biết là mình phải cuối cùng mình phải chiếu tướng vào cái nước đó, nhưng mà đầu tiên mình cũng phải ra xe, nghe là lên sĩ rồi kêu bằng xuất pháo rồi đánh rồi này kia đó, mình gài nước đó. Nhưng mà trong khi người ta đi nước gì mình đều biết hết cả. Có khi mình lừa người ta để cho người ta đi đó, rồi mình bữa đêm cái này mình chặn vô, mình bước bắt xe bắt pháo rồi mình biết chiếu tướng. Cho nên cái chỗ cái biết đó nó đi trước cái mà mình sử dụng bây giờ. Thì đồng thời tất cả, cho nên tất cả cái đường hướng thế gian đó nó gọi là mình cũng đều phải biết cái cả, gọi là y phương minh, công sáu minh, hay là tất cả những cái mình đều biết. Từ tất cả nghề nghiệp của thế gian, tất cả cái hiện ác thế gian mình đều biết hết. Vì thế cho nên Bồ Tát đi ở trong đời có thể hóa độ được tất cả chúng sanh sai biệt. Còn nếu thực sự là một ông thầy tu mà thuần tí như thầy thì không độ được ai hết cả. Cho nên cái chiếc áo không phải làm thầy tu, hình thức không phải làm thầy tu, đầu óc cũng không phải thầy tu, hay là kinh điển cũng không phải làm thầy tu, hiểu biết không phải thầy tu. Ngay cả cái mà mình nói giác ngộ đó, thì cũng chưa phải làm thầy tu. Nhưng mà mình có thể vào được tất cả vai, mình đi vô đi ra trong thế gian mà mình không có gì không phải thầy tu, thì nó mới là ông thầy tu. Bởi vì ông thầy để khai sáng, để biến đổi, để biến hóa. Cho nên một người mà đạt được cái tự nhiên tự do, thiền sâu cũng được. Ta gọi là đúng được, sai được, tráng được, đang được, dài được, ngắn được, lớn được, nhỏ được. Nằm trên cái nhà hàng năm sau cũng được, mà nằm ở dưới cái khoảnh đất bên vỉa hè cũng được. Đó. Chẳng hạn như Bùi Giáng nữa, cũng là những con người kỳ diệu. Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, đều là những người kỳ lạ, chứ không phải không. Đó. Nhìn thế cho nên cũng như ăn chay được, ăn mặn được, im lặng được, la ó được, ngồi thiền được, đánh lộn được, làm bất cứ cái gì cũng được hết cả. Nhưng mà trong tâm mình biết đúng thời, đúng lúc, hay là như thế nào, cái biết đó là, nó là cái tiên đạo dẫn đường. Và cái vô niệm đó là cái nó vừa ở trong trung quân, mà nó vừa là hậu cần.
Còn tất cả cái trí tuệ phương tiện đó, nó không có trở ngại bất cứ cái gì cả. Đó. À, cũng như một người mà dạy con cái, nhiều khi nói lời thương yêu, cũng có thể nói cái lời hò hét, hay là có thể roi giọt, có thể làm bất cứ cái gì, miễn là làm thay đổi được cái tánh hư trật xấu hay gì đó. Chứ không phải là nhất định. Nhưng mà cái tình thương thì nó chỉ có một thôi. Nhưng mà phương tiện rất đa dạng. Cái đời sống của con người nó vậy đó. Cho nên hồi xưa đó, hồi xưa thầy học cái cánh đó, cho nên thầy đâu phải mặc thầy tu đâu. Thầy có cấu linh mục nha. Sau này thầy bỏ, thầy thấy nó kỳ quá. Chứ mà cái chính mấy cha quần, cha nghĩa ở trong đại chúng viện cương để tặng thầy, trong dòng chú cái thế tặng thầy. Thầy mặc áo linh mục, thầy mặc áo cao đài. Thầy có bởi vì bà chị thầy làm cao đài mà. Nhưng mà đồ mục sư, ông anh thầy làm mục sư, nhưng mà thầy là không mặc. Bởi vì đồ sa viên thì nó quá thượng rồi. Mặc cái thế nào cũng được, trang diện. Bởi hồi nhỏ thầy biết mặc cơm lê, thầy biết thắt cà ravat, thầy biết đi tất cả những nghĩa là áo quần ly đồ sao thầy hiểu hết. Đó là hồi 9-10 tuổi, nghĩa là chuyên môn. Mặc cái nào vô rồi mới mặc vest, mặc sau. Rồi quần thì phải mặc cách sau, loại nịt nào rồi thầy biết rành lắm. Nhưng mà cái đó hồi trẻ con. Cho nên mình biết thành do như vậy mình không có hiếu kỳ nữa. Mình sống sau cũng được. Cho nên cái đời sống đó là nó không là gì cả, cũng giống như múa, cũng giống như con rối, múa rối vậy. Thì mình muốn giật làm sao thì nó chạy theo thứ đó. Cho nên đừng có cái gì mà cho là thật. Nó tùy theo cái dây mà giật thôi. Còn con rối đó là nó theo cái dây của người giật. Giật kéo dùn, kéo thẳng. Cho nên pháp cũng vậy nữa. Cái pháp nó không khác. Pháp thiện, pháp ác, pháp gì nó cũng là pháp. Có gì nữa không? Khi mà mình hết rồi đó, mình sắp cầu nguyện gì đó, mình có chừng cả 1 phút, 2 phút. Mình đừng có làm liền, vừa hết cái mình lật lật chắp tay, mình la liền liền. Thì nó, mình thấy cái giai đoạn đó, và mình biết là đang là, sắp là. Rồi từ từ mình thấy cái tay mình đưa lên, rồi mình thấy cái miệng mình đọc, rồi mình cũng thấy. Cho nên đầu tiên mình vào mình cũng thấy, mình thấy mình đang ngồi, mình đang trông chờ, đang muốn nghe, rồi mình đang nghe, đang hiểu biết. Rồi tới chừng hết rồi thì mình cũng biết hết rồi. Nhưng mà mình không có nói hết. Mình biết rồi, rồi mình phải làm gì rồi mình biết rồi. Cho nên mình tập, đây là mình tập tính biết. Cũng như mình học thuộc một bài quyền, nhưng mà mình phải biết phân đoạn, nghĩa là chiêu ra để mình đánh lúc nào, mỗi lúc. Rồi. Thì thật sự là nó mới chính xác được. Đọc lên đi. Vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành